Vâng, em thì em đứng cũng đang quen một cái bạn này thì bạn ấy cũng ít ít hơn em tầm độ 11 tuổi. Vâng. Nhưng mà cũng không hiểu thế nào mà mình cũng rất chi là chiều chuộng bạn ấy, nhưng mà bạn ấy thì cũng tỏ ra là rất yêu 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 mình, nhưng mà có cái gì đó mà mình cảm thấy là nó không không được chắc chắn ở bạn ấy. Vâng. Ví dụ như bạn ấy cũng có một thời gian bạn ấy thì nó cũng quá khứ của bạn, cũng có một thời gian bạn ấy buông xuôi mọi thứ tất cả ấy. Thế thì Vâng. mình cũng gặp mình thì mình cũng động viên, rồi là mình cũng định hướng cho bạn ấy, thì cũng có cái nhiều cái thấy nó cũng có cái nhiều cái mặt bạn ấy thay đổi tích cực tốt ấy. Vâng. Tức Thế thì là bây giờ hiện thì nay bạn thì bạn có tình cảm với cô bạn gái này và cũng hiểu khá kỹ về cô ấy. Nhưng mà vâng còn nhiều cái lăn tăn, không biết là cái chuyện tình cảm này có đi được đến đâu không, đúng không ạ? vâng vâng Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. em bao nhiêu tuổi rồi? Vâng, em xin chào anh Đoàn. Vâng. Vâng, em năm nay cũng cũng ngoài U4 tí anh ạ. À, mới không phải U4. Mình chưa bao giờ xây dựng gia đình hay là tập 2, tập 3? Em thưa anh là em cũng cũng một tập rồi, thì là vợ em cũng mất rồi, em được hai cháu thì em cũng lên chức ông rồi. À, ôi dồi ôi. Mới có ngoài U40 gì đấy mà đã lên chức ông rồi. Sớm quá Vâng. nhỉ. Ừ. Vâng. Này, ban nãy mình có nói là mình quen với cái cô này kém mình 11 tuổi thì không phải là gì lắm. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh như thế nào, đang nói rằng cô buông xuôi xong rồi mình giúp cho cô ấy có vẻ cải tiến tích cực, ý như là mình gặp cô trong một lần cô ấy lầm lỡ cái gì đó xong mình là chỗ dựa tinh thần, mình động viên, À, rồi vâng. có phải không? Vâng ạ, thưa anh, thế này, em thì gặp bạn ấy lần đầu tiên thì bạn ấy nên em chơi thì nói đúng là lần đầu tiên thì em nhìn thấy thì là em cũng thương và xót bạn ấy nhiều. Sau đó là mà bạn ấy ở nhà em về thì là bạn em cũng nên là em nhận thấy nhìn thấy em và nhận thấy tính cách của em và mọi thứ của em thì bạn ấy tin tưởng. Thì bạn ấy bảo là em bị tim bẩm sinh. Thế thì sau đó thì em mới động viên cho bạn ấy bảo thế thì bây giờ em phải đi khám đi, bây giờ y học nó cũng phát triển rồi. Rồi. Thế thì bạn ấy bảo là nhưng mà bà em mẹ em thì bảo là làm nhà xong mới bao đẻ 50 tuổi thì mới đi chữa. Thì em bức xúc quá, em bảo anh chẳng hiểu gia đình em nghĩ thế nào. Bây giờ người ta nói cứu người như cứu hỏa mà lại nói thế thì là như thế nào. Thế bây giờ thì sau em bảo bạn ấy bảo bây giờ anh bảo em nhá, bây giờ anh góp ý cho em như này để em không đau, em cũng bảo là đau mà đau đau một em bảo đau 10 đấy, để cho gia đình nhà em quay về Phải đi lo chữa đúng cho em. không? Phải cuốc lên để mà đưa đi chữa bệnh. À, thế là sau bạn ấy nghe em thì sau đó là đi thì lại được quay về mọi thứ là hỏi tài trợ toàn bộ anh ạ. Thế sau đó thì em cũng xuống đấy thăm, thì sau đó là cũng có mấy người bạn của em bảo là thôi bây giờ nói như thế thì mày bỏ đi, nhưng mà em bây giờ thì mình thì cũng trải qua khó khăn rồi, cho nên mình cũng rất chi là hiểu cái người ta đang bị bệnh nhé. Rồi. Thế thì em thì cứ nắn nắn em bảo là thôi bây giờ người ta đã thế rồi, mình cứ coi như vậy là đồng hành người ta một tí để tạo cho người ta một cái niềm tin. Rồi. Thế thì xong đó thì bạn ấy đi mổ xong thì sau đó là lúc vui vẻ về, bạn ấy vừa nói vừa khóc, bạn ấy bảo là thế sao anh không xuất hiện sớm. Thế xong một thời gian được 1 tháng xong thì bạn ấy cũng khỏe mạnh hơn, cũng thấy lên cân. Thì là thế sau đó em lại định hướng cho bạn ấy, em bảo là thôi bây giờ là tương lai của em phía trước ở còn dài, thì bây giờ em đi học một cái nghề gì đó. Rồi. Thế nên sau bạn ấy cũng nghe, thế bạn ấy cũng đi, thì là em với bạn ấy thì là nó cứ tình cảm nó cứ dần 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 nó cứ kiểu như là nó ở gần, nó càng gần nó lại càng quấn quýt dần ấy. Rồi. Ở mình với cô bây giờ có ở cách xa nhau không? Em cách nhau còn tầm độ 5 đến 60 cây ạ. 50-60 cây. Nhà cô ở đâu? Mình ở Hà Nội đúng không? Và nhà cô thì bạn ấy thì cũng ở Hà Nội 2 đấy. À rồi, tức là Ba Phi, Đan Phượng, Thạch Thất gì đó đúng không? Vâng. Rồi. À, có thường xuyên gặp gỡ lên đấy chơi không? Chúng em thì từ lần Covid đến giờ thì là vừa rồi thì là cũng 3 lần chủ nhật vừa rồi là bạn ấy lên ạ. Bạn ấy tự lên đúng không? Vâng vâng Rồi. vâng. Thế này này, nói thật, cô ấy thì ba mấy rồi? Cô em thì tuổi Mão mà bạn ấy tuổi Hùng, kém em có dự mà sắp xỉ 1 giáp. Cô ấy 86 đúng không? Vâng. Cô thì hiện nay có làm ăn gì không? Cô ấy thì bây giờ vừa đấy em định hướng cho thì bây giờ đang làm ở bếp ăn ạ. Bếp ăn của gia đình hay là một công Của ty hay nhà là hàng, ở một mà phục nhà hàng? vụ có làm công ở bếp ăn đấy. Rồi. Vâng. Ở dưới Hà Nội hay là ở trên huyện nhà cô ấy? Bạn ấy bây giờ đang làm ở Cổ Nhuế, Hà Nội ạ. Ồ, thế này nhá. Một Vâng. người con gái chưa từng kết hôn bao giờ đúng không?
cũng có một lần đấy ạ. Có con có cháu gì chưa? Chưa. À, rồi. Ờ, có lẽ thế này này. À, nếu như chỉ có gặp nhau ngoài đường ấy thì đã không nảy sinh tình yêu đâu. Thế nhưng mà bởi vì ở mình có gieo cho cô những cái ân tình, gọi là tôi nói là làm ơn đấy. Người ta chính cái việc mà tư vấn của mình, bày vẽ của mình để cho cô ấy mới chữa được bệnh, rồi sau đấy lại chỉ cho cô ấy những cái đường đi nước bước. Ở trong con mắt của cô ấy thì mình như một vị cứu tinh, đồng thời như một người anh. Thế rồi nó kính trọng, nó quý lắm. Thế chứ còn thì nó không có những cái hồi hộp như là ở bên cạnh những chàng trai mới lớn hôn nhau chần chẹt hay là bày tỏ tình cảm nó nồng nàn, mà nó cứ ngấm dần dần, nó ngấm từ từ giống như rượu vang ấy, uống nhiều cốc nó mới hơi chóng choáng. Thế thì bây giờ thế này, mình cũng lớn tuổi rồi. Mình cũng chẳng phải xác định bây giờ lấy một cô trẻ rồi về đẻ nữa hay là không đẻ nữa, thì các con có rồi, cháu cũng có rồi. Thế rồi là kinh tế thì chắc chẳng làm nọ thì làm kia, chẳng ở nhà hàng cổ Nhuế thì nhà hàng ở trong Hai Bà Trưng hay ở Đống Đa đâu chả được, mình ở đâu thì làm đấy. Tăng cường gặp cô đi và bàn chuyện đi, mình nói thẳng vấn đề đi, không phải là còn nhắn tin gọi điện rồi chở nhau đi vào khắp bờ hồ để uống trà đá trà chanh nữa. Đấy, thật sự thế này, anh nói với em hôm nay câu chuyện này, anh cũng lớn rồi, cũng con cháu bây giờ cũng đàng hoàng rồi, em thì cũng không phải còn non trẻ. Anh thật sự mến em, thương em, anh muốn lo cho em. Bây giờ thế này, anh muốn thế này, anh muốn cái ý em thế nào? Thẳng vấn đề đi. Em cũng xin thưa anh Toàn thế này ạ. Và cái việc đấy thì chúng em thì nói thế này này, em thì bây giờ thì là lắm lúc em cũng bối rối, lắm lúc em cũng rất tin ở bạn ấy, và bạn ấy là cũng rất ngưỡng mộ như anh ấy nói là rất ngưỡng mộ thần tượng em ấy. Rồi, kính trọng. Và thế là bạn ấy ở cạnh em thì lắm lúc em hỏi là thế em mến anh ở cái điểm gì, thì bảo anh cái gì em cũng mến. Đấy, bạn ấy nói thế. Thế thì là bạn ấy thì về vấn đề tình cảm của chúng em thì bây giờ thì nói đúng, nó thực sự ra bây giờ là bạn ấy là yêu em nhiều hơn là em yêu bạn ấy. Mình lại không ấy lắm ấy hả, mình còn lững lơ hả? Không, có nghĩa là em cũng ấy, nhưng mà có cái là em sợ nó không sợ bạn ấy là không bền vững, cho nên là mình nhiều khi mình vẫn có một cái cầu tỏ ra cái thái độ gì đó là mình bình thường thôi. Thế thì còn bây giờ người ta là con gái, người ta cũng không phải là còn mới lớn gì, người ta cũng đã trải qua một đời chồng, người ta lại ngưỡng mộ kính trọng mình, bây giờ người ta đã nói phải khóc nói lên là sao hai anh không xuất hiện sớm hơn trong đời em mà để bây giờ mới xuất hiện muộn thế. Thế nghĩa là người ta cũng đã nói đến thế rồi chứ. Có mấy bài bây giờ em đang lo là một là cái sức khỏe của bạn ấy, thứ hai là cái sợ cái tính của bạn ấy là nó không gắn bó với em bền vững ấy. Em đang hốt cái đoạn đó. Thế làm sao mà biết người ta có tính gắn bó không bền vững, nhìn mặt à? Thế này anh ạ, bởi vì là vừa rồi thì là em lại kể tỉ mỉ với anh Đoàn này, cái hôm là bạn ấy lên nhà em thì là tầm 11 giờ không đấy thì lại có cú điện thoại, thì là em bạn ấy gọi vào máy của bạn ấy, thì là em ngọt vào cú điện thoại đó, thì sau đó là em hỏi thì là bạn ấy không muốn cho, nhưng mà sau đó thì mình đi sâu vào trong đấy thì trong cái số điện thoại đấy nó có nhiều cái nó mà ám, thì là mình đi sâu vào trong thì sau đó nó mới lên. Rồi hiểu rồi, thế này nhá. Hãy nhớ rằng cô mới là một cô gái ngoài 30 tuổi, còn rất là khao khát yêu đương, mình chưa là cái gì của cô ấy, nhưng cô có quyền có 3-4-7 anh săn đuổi, sâu có nông có. Thì những cái người gọi đến ấy có thể là những người, nếu mà lại một người con gái mà chả có một người con trai nào gọi điện liên lạc trao cuộc điện thoại nào, chắc là nó quá tệ đúng không, chắc chắn là cô ấy sẽ có người nọ người kia. Hãy nhớ rằng mình có đầy đủ các tư cách để cho cô ấy sẽ gắn bó một người đàn ông chững chạc, là tức là sẵn nông sẵn né, có nhà có cửa, thậm chí mình kinh tế thì chắc là không đại gia nhưng mà cũng không đến nỗi gì. Thế thì mình là đủ để mà níu giữ một người phụ nữ ở trường hợp như của cô ấy ở lại. Thế thì chỉ khi nào mình gọi đẩy mối quan hệ hay nâng mối quan hệ lên tầm cao mới, lúc ấy cái sự can thiệp của mình ấy nó có ý nghĩa hơn rất nhiều. Còn bây giờ ta nói rằng là anh với em chưa là gì, anh cứ can thiệp vào đời tư của em anh còn muốn kiểm soát điện thoại của em, anh lại còn bảo em là bạn em người này xấu người kia xấu, hơi bị sớm quá nhé. Thời gian không còn nhiều, tuổi tác cũng chững chạc rồi, tiến đi nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Alo, thính giả của điện từ Hòa Bình phải không ạ? Dạ, câu hỏi của mình là mình
có người yêu mà mình quan hệ 6-7 phút mà khó xuất tinh đấy nhỉ? Vâng. Bạn có bạn gái và hai bạn đã có quan hệ tình dục với nhau đúng không ạ? Và bạn hiện nay thì có vấn đề là khó xuất tinh. Vậy thì bạn có thể chia sẻ là cái hiện tượng đấy thì theo cái quan sát của bạn cũng như là từ thực tế của bạn thì là như thế nào mà bạn cho là khó ạ? Thì khoảng 5-6 phút mà lúc thì muốn xuất mà nhưng mà lại không xuất được ấy. Vâng. Và điều này thì khiến bạn lo lắng về điều gì ạ? À, vì chỉ sợ ảnh hưởng đến sau này cuộc sống vợ chồng thôi. Vâng, vấn đề của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Vâng, vâng. Tôi chào bạn. Vâng, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? À, em 30 ạ. Vẫn mới có bạn gái thôi, còn chưa kết hôn đúng không? Vâng, vâng, 6 tháng rồi. À, 6 tháng rồi. Chị xin lỗi, chị hỏi tế nhị một tí là mình quan hệ tình dục với ai bao giờ chưa? Chưa. Cách đây bao nhiêu lâu rồi em? Cách đây gần 2 tuần, 3 tuần. À, gần 2 tuần. Em quan hệ với bạn ý bao nhiêu lần rồi? Vừa có 2 lần thôi. 2 lần. Và lần nào em cũng thấy như thế này đúng không? Vâng, khó, khó suất lắm. Khó suất hả? Trước kia ấy thì khi mà lúc mình chưa quan hệ tình dục thực sự với bạn gái, mình có thủ dâm hay là có sử dụng biện pháp gì không? Vẫn bình thường mà, em không thủ dâm gì đâu. Tại chị phải hỏi kỹ như vậy, bởi vì là nó có một số người thì nếu mà mình lạm dụng thủ dâm chẳng hạn thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục khi mà có quan hệ tình dục sự ấy. Đấy là bệnh không? Không không, đây không phải là bệnh. Em có nói với chị là khoảng 6 đến 7 phút thì em tính là từ thời điểm nào? Từ thời điểm bắt đầu cho vào thì tức là tính từ lúc mà xâm nhập thực sự đấy đúng không, chứ không phải từ lúc mới bắt đầu đúng không? Nhiều lúc lòng quá khó xử bạn gái đúng không? Đúng nhất là bây giờ thì mình đang rất là căng thẳng, không hiểu là có phải bệnh gì không hay là sao nó lại như thế rồi khổ lắng đúng rồi, lại còn lo không biết bạn gái nghĩ gì rồi thì rất nhiều thứ khác nó cũng làm ảnh hưởng tới mình đúng không? Thế và cái mà mình quan tâm nhất là không biết là sau này rồi chuyện con cái rồi bao nhiêu thứ khác nó đi kèm. Thực ra thì cái thời gian mà em xuất tinh 6 đến 7 phút thì nó gọi là dài, nó cũng không phải là dài đâu. Nhưng có lẽ là nó để cho nó không được như mình mong muốn ý. Tức là mình ý quá chị nhỉ? Mình không tác động được vào cái chuyện đấy, cho nên mình cảm thấy lo thôi. Vả lại em mới quan hệ tình dục có 2 lần. Điều kiện để mà chẩn đoán em có những cái vấn đề liên quan tới xuất tinh rồi hoặc là những cái liên quan tới cương dương thì nó chưa được đầy đủ lắm. Bởi vì cái tần suất cũng như là cái lần mình quan hệ tình dục hay nói cách khác là những lần mình xuất tinh thực sự thì nó rất là ít, nó mới có 2 lần. Chưa đủ điều kiện để có thể chẩn đoán là mình có vấn đề trục trặc ở đấy hay không. Bởi vì riêng cái xuất tinh thì đúng, mình có thể mình cũng biết là nó do cái cơ chế của con người, cơ chế bản năng tự nhiên của con người, cơ chế sinh học. Nhưng nó cũng tác động rất nhiều bởi các yếu tố ngoại quan, rồi tâm lý, rồi là các cái điều kiện hoàn cảnh. Nó cũng ảnh hưởng nhiều tới cái chuyện xuất tinh mà. Thế chính vì thế theo chị thế này, tốt nhất là cứ bình tĩnh và không cần phải đẩy quá trình này lên, bởi vì nó cũng không phải là một bệnh cấp tính đấy, trong khi mình chưa đủ điều kiện để chẩn đoán như chị nói. Vì thế mình hãy chậm lại rồi để mình xem là nó như thế nào, rồi là mình tìm hiểu thêm một số các cái kiến thức, đặc biệt là những cái kiến thức về sức khỏe tình dục, rồi nó đôi khi nó phải có cả sự hợp tác của bạn gái nữa nhá. Một thời gian nữa xem là tình hình nó thế nào, nó có cải thiện không, hay nó vẫn giữ nguyên như thế, hay là nó lại xấu đi, ví dụ như vậy. Còn trong trường hợp mà thực sự có vấn đề thì em hãy xuống Hà Nội nhé. Nó có nhiều các cái bệnh viện về nam khoa ấy, xong rồi mình đến đấy người ta sẽ kiểm tra cho mình. Có kiểm tra cho mình được mà. Hiện nay ví dụ như là bệnh viện Việt Đức chẳng hạn, cái khoa nam học của bệnh viện Việt Đức, hay là 108, họ có những cái ví dụ họ siêu âm cho mình này để xem là nó các cái yếu tố liên quan đến xuất tinh, ví dụ xem cái ống dẫn tinh của mình nó như thế nào,
rồi xem những tinh hoàn của mình ra làm sao, thần tinh nó thế nào, nó có vấn đề gì, thậm chí kể cả kiểm tra cả tiền liệt tuyến, tức là những cái cơ quan mà nó liên quan tới cái chuyện xuất tinh của mình nhá. Thế và khám kỹ sâu như thế người ta sẽ tìm được, hy vọng sẽ tìm được nguyên nhân cho em. Còn trước mắt bây giờ cứ để bình tĩnh xem nó thế nào đã nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em có yêu một người nhưng mà em có biết người ấy có yêu em thật lòng không? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào em. Vâng, em chào anh ạ. Em là con trai hay con gái? Em là con trai thôi ạ. À thế à? Bao nhiêu tuổi em? Dạ, em năm nay 19 tuổi. Ôi dồi ôi, nghe giọng như học sinh lớp 7, cho nên học sinh lớp 7 nó chưa vỡ giọng, cho nên nó mới trai gái nó mới lẫn lộn. Thế mới giật mình. À thế hả? À? Mình là con trai 19 tuổi, con đi học không hay là nghỉ rồi? Dạ, em học hết cấp 3 rồi. Ừ, thế bây giờ làm gì? Em giờ em làm về làm công ty. À. 19 tuổi học hết phổ thông, hiện nay đang đi làm ở công ty. Thế em kể kỹ một chút về cái mối quan hệ với cái bạn gái xem thế nào. Dạ, nhưng quen lâu chưa? Em học ở cấp 3 về đến giờ à, cùng bạn. Tức là cái bạn ấy còn cũng học cùng phổ thông với mình ấy hả? Vâng ạ. Thế có cùng lớp không? Dạ có ạ. Thế xong rồi mình ra trường rồi, bạn ấy cũng ra trường rồi đúng không? Bây giờ bạn có đi làm công ty cùng em bạn ấy ở nhà? Dạ bây giờ bạn ấy đang về làm công ty cùng em ạ. Ồ, học cùng phổ thông này, ra trường cùng, giới thiệu nhau đi đi công ty hả? Khi mình đi xong mình rủ cô đi hay là cô ấy rủ mình? Dạ, cô ấy rủ chính ạ. Thế à, cô rủ xong mình cũng đi. Hiện nay hai đứa thuê nhà trọ ở chung hay ở riêng? Em ở riêng ạ. Ở riêng có gần nhau không? Ở gần ạ. Gặp gỡ nhau thường xuyên không? Có nấu nướng ăn với nhau không? Có. Chỉ có hai đứa hay có thêm cô bạn hay một anh bạn nào nữa không? Dạ, có thêm hai thằng bạn của cô ấy. Cô ấy còn nấu ăn cho cả hai thằng bạn nữa, với mình là ba. Vâng. Thế à? Thế à? Thế xong rồi em thấy nó có vui vẻ cả ba không? Có. Đi chơi cũng đi cả nhóm bốn người như thế. Xong ăn xong thì mình đi về. Còn cái đám kia nó có về không hay nó ở lại? Đám kia nó về. Thế à? Em có bao giờ em thấy khó chịu khi mà bạn gái của mình này cứ phải chăm sóc cả mấy cái thằng bạn trai ở đâu ấy, như là mình không? Dạ, em có bực tức chị. Có nói với cô bao giờ? Tỏ ra em ghen chưa? Em có khoảng 2-3 lần rồi. Thế đã tỏ tình với nhau chưa? Đấy, yêu nhau từ hồi phổ thông, thế xong đến bây giờ mình vẫn bảo là không biết là cô có yêu mình thật lòng hay không. Mình còn nghi ngờ là nghi ngờ ở chỗ nào? À không ạ. Tức là không có cái gì ngờ gì, đúng không? Vâng. Bởi vì thường thường là cảm thấy không được tin tưởng, thấy cũng nghi ngờ, thì mới muốn gọi cửa sổ tình yêu xác định lại xem liệu thế là cô có yêu mình thật lòng hay không. Thế còn nếu như hai em đã yêu nhau từ thời phổ thông, xong rồi gắn bó với nhau đến bước đường là ra trường đi làm, cũng đi làm cùng với nhau, xong bây giờ nấu ăn cùng với nhau, thân mật gắn bó và mình cũng chả có nghi ngờ gì, thì mình hãy vui với cái mối quan hệ này, với cái tình yêu hiện nay đang có. Này, cứ hỏi đùa, không phải hỏi đùa mà hỏi một chút này. Các em đã thân mật đến đâu rồi? 19 tuổi đúng là còn trẻ, thế nhưng mà mình cũng tốt nghiệp phổ thông rồi, cũng đã đi làm rồi, lại sống xa gia đình, xong rồi lại ở nhà trọ như thế. Mối quan hệ của em đến thế nào rồi? Quan hệ của em vẫn tốt ạ. Bố mẹ cô có biết hai đứa yêu nhau không? Có. Bố mẹ cô quý mình không? Có ngăn cản gì không? Nói thật là như thế này em cũng chưa biết, còn bố mẹ cô ấy yêu quý mình hay không nữa. À, mình chưa về nhà cô bao giờ hả? Mà cô cũng chưa giới thiệu gì cả. Chỉ có hai đứa với nhau thôi. Mối quan hệ chưa lên đến tầm các cụ đúng không? Em có về nhà cô ấy 2-3 lần ạ. Tức là mối quan hệ của em cũng chưa công khai gì với gia đình, em cũng chưa đưa cô ấy về nói bố mẹ mình là đây là bạn Hương ngày xưa học cùng cấp 3 với con, bây giờ chúng con cùng đi làm công ty, chúng con rất là quý nhau, thương nhau, chưa nói thế đúng không? Vâng. Thôi thế này nhá, bên cạnh mình lại có một người bạn mà đã thương yêu nhau từ thời phổ thông, đấy cũng là động lực để mà mình có những cái phấn đấu về tương lai sau này. Hãy cùng nhau bàn bạc.
Bởi vì các em là cái người mà thoát ly gia đình từ sớm, gia đình chắc cũng không có điều kiện, các em sẽ phải tự lập. Mình cũng để đến hai mấy một chút, là khi mà tình yêu nó đã chín muồi xong rồi, công việc thì làm như thế cũng là tạm ổn, cái con tích lũy một ít cái tài chính đủ để mà mình có thể xây dựng cuộc sống gia đình riêng thì chúng ta tiến hành thôi nhá. Thế còn thì hiện nay thì chia sẻ với nhau như thế cũng rất là tốt, chỉ lưu ý một cái là mình giữ gìn, chứ tránh trường hợp là tự nhiên cô ấy lại 19 tuổi đang làm công ty tháng 8-9 triệu bây giờ lại phải nghỉ bởi vì bụng to thế, hoặc là gia đình cô lại tức giận vì là con người ta mới 18-19 mình chưa đâu vào đâu đã lại ăn ở với nhau xong làm con người ta thế này thế khác, lại ông anh của cô hay là gia đình cô đến làm âm lên thì thật ra mình cũng không hay nhá. Rất là tốt các em đã gìn giữ được như thế này, mối quan hệ bắt đầu từ mái trường nhưng mà nó đã được nuôi dưỡng lớn lên trong một cái môi trường mới là công ty xí nghiệp, và rất là nhiều những điều kiện thuận lợi để các em có thể trưởng thành và duy trì phát huy cái mối quan hệ này. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, chúc cho hai bạn sẽ có một tình yêu thật là đẹp nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại được gọi tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, thính giả gọi điện từ thành phố Hồ Chí Minh phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào anh có thể nói câu hỏi của mình ạ? Anh tên Bảo Duy Hồng Nghen. Hiện nay anh đã lập gia đình chưa ạ? Rồi. Vâng, và trong cái quan hệ vợ chồng chắc là cũng có những trục trặc đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, vấn đề của anh thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ lắng nghe câu hỏi và sẽ tư vấn cho anh ạ. Vâng ạ. Vâng, tôi chào anh. Dạ, chào chị. Vâng, anh ơi, cho tôi hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi anh? Dạ, 50. 50 ạ? Dạ, dạ. Dạ, vâng ạ, vâng. Tức là hiện nay thì cái chuyện quan hệ tình dục của anh nó cũng không được như mong muốn đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Vâng. Anh năm nay 50 tuổi rồi và anh đã lập gia đình lâu chưa anh? Lâu rồi. Lâu rồi là bao giờ ạ? Từ năm 82. À, từ năm 82, vâng. Chị nhà anh bao nhiêu tuổi anh? 50 luôn. À, hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Và anh chị được mấy cháu rồi ạ? 4. 4 con. Vâng. Vâng. Ờ, chắc là thế thì chắc các cháu cũng lớn hết rồi anh nhỉ, vì vâng. Lấy vợ từ năm 82 cơ mà. Anh bị cái hiện tượng mà anh cảm thấy nó không thoải mái, nó không như mong muốn như thế này thì cách đây bao nhiêu lâu rồi ạ? Một năm. Vâng, và thực sự là nó là vấn đề nó là gì ạ? Dương vật nó không cương cứng. Vâng, tức là dương vật nó không cương cứng. Anh có thực hiện được cái hành vi quan hệ tình dục không anh? Không thực hiện được hành vi quan hệ tình dục. Vâng. Ừ, tôi muốn hỏi là anh đã đi khám ở đâu chưa ạ? Chưa đi khám ở đâu, vâng. Anh đã bao giờ khám sức khỏe xem mình có cái bệnh gì khác không? Hoặc là phải điều trị những cái bệnh gì khác ngoài cái chuyện này không? Không. Anh có nghiện cái gì không ạ? Có nghiện rượu hay là nghiện thuốc lá hay nghiện cái gì không, không anh? Nghiện thuốc lá. Nghiện thuốc lá, vâng. Anh làm nghề gì ạ? Xe tải. Vấn đề của anh thì chắc chắn là chỉ có vài câu hỏi của tôi thì cũng không thể giải quyết được cho anh đâu ạ. Và anh ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn anh phải đến bệnh viện để khám nhé. Khám và đến bệnh viện như là bệnh viện Bình Dân này hay là bệnh viện 115 gì đó. Tức là những cái bệnh viện mà người ta có cái khoa nam học. Riêng trường hợp của anh thì không phải chỉ khám ở nam khoa đâu. Mà anh còn cần phải khám sức khỏe chung nữa. Bởi vì những cái mà liên quan tới rối loạn cương dương ở lứa tuổi như của anh ấy, từ 50 cho đến ngoài 50 trở ra, thì nó có thể gặp các cái vấn đề do tại cơ quan sinh dục của anh. Nhưng cũng có thể có rất nhiều trường hợp không phải tại cơ quan sinh dục mà do một bệnh lý của một cơ quan khác. Đặc biệt những cái bệnh lý mà nó liên quan tới cung cấp máu cho dương vật. Ví dụ như là những cái bệnh lý liên quan đến tim mạch, tăng huyết áp. Đấy, hoặc là những cái bệnh liên quan tới rối loạn chuyển hóa như là tiểu đường chẳng hạn. Thì tất cả những cái bệnh mà ngoài cơ quan sinh dục đấy nó cũng có thể có cái triệu chứng là rối loạn cương dương. Chính vì vậy mà ban nãy tôi hỏi kỹ là bởi vì cái nghề của anh nó cũng là một cái nghề rất dễ bị ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan sinh dục. Nghề lái xe đường dài, rồi cũng không biết là trong tiền sử thì có mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục hay không.
Thế lái xe trong một thời gian rất là dài, ngồi trên các cái ghế đệm như vậy thì nó cũng cản trở cái việc cung cấp máu, cũng như là cái nhiệt độ cao của cái cơ quan sinh dục của anh. Ở anh có rất nhiều các cái nguy cơ có thể ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan sinh dục. Chính vì vậy mà anh nên đi khám đi nhé. Đến đến các cái bệnh viện đấy, người ta sẽ, anh phải khám tổng thể, thời gian của nó cũng phải mất 1-2 ngày đấy. Thế và người ta khám cho anh thì lúc đấy để khám luôn đi xem là mình có cái bệnh gì không, thì lúc đấy người ta mới điều trị được cho mình nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn thính giả từ thành phố Hồ Chí Minh đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Giang. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Giang phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Câu hỏi của em là em mà có con gái mình lấy chồng năm nay là 10 năm rồi. Tức là độ 2-3 năm nay thì nó cứ say rượu, xong rồi nó lúc thì nó cầm dao nó đuổi con, lúc thì nó hôm với hôm kia thì nó lại cầm kiếm nó đuổi vợ. Vâng. Nên vợ chạy được thì nó vào nó lại đập xe máy. Vâng. Xong rồi chán xe mọi người đến căn ngăn, xong nó đi ngủ. Đi ngủ đến hôm sau nó dậy nó không nói chuyện với ai. Vâng. Từ nó dậy nó ăn xong nó lại đi ngủ. Nó cứ thế mà bây giờ thì con gái em bảo là nếu mà bỏ nó thì lại thương con. Nhưng mà ở thì cứ thế thì lại sợ. Vâng. Để cho tôi sẽ hỏi xem là tư vấn cho tôi xem là bây giờ con tôi phải làm như thế nào ạ? Vâng, đúng là chuyện của gia đình con gái mình khiến cho chị rất là lo lắng và cũng là buồn phiền. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho chị xem là chị cần có những lời khuyên gì dành cho con gái của mình ạ? Vâng, chào chị. Vâng, chào anh ạ. Cháu gái là năm nay nó bao nhiêu tuổi, chồng nó bao nhiêu tuổi rồi? Con nhà em là năm nay là nó 33, chồng là 34 ạ. À, thế ạ. Thế ngày mà lấy nhau 10 năm trước ấy, thì cậu được con rể thế nào? Ngày lấy nhau thì chúng nó không được yêu nhau. Thế nhưng mà xong thì là nó có quen nhau qua một cái người khác. Thế xong bắt đầu là nó lấy nhau. Lấy nhau thì mấy năm. Cái yêu thì thôi cứ cho rằng là nó không yêu say đắm lắm. Nhưng mà lúc đấy cậu ấy có là người bình thường không? Sức khỏe ổn định này, rồi cũng là người tử tế, cũng là đi làm. Hay là cứ điên ngay từ ngày đấy? Không, lúc bây giờ thì nó vẫn là người tử tế mà vẫn đi làm ăn bình thường. À. Nhưng mà cách đây khoảng độ 4-5 năm ấy thì nó uống rượu say một trận thì nó ngã xong bắt đầu. Trận là ảnh hưởng sọ não, sọ niếc rồi vấn đề tâm lý tinh thần gì không? Không đi kiểm tra mà cũng đi khâu ở bệnh viện Bắc Giang ấy, xong rồi là về thôi, xong không đi kiểm tra gì ạ. Rồi, khâu thì khâu là cái phần ngoài, phần mềm mà cái mặt thì được rồi. Thế nhưng vì nói rằng là bị ngã xong rồi đập đầu rách mặt, rồi từ sau đợt đấy thì nó cứ khùng với lại dở thì muốn rằng kiểm tra về mặt thần kinh ấy, xem có vấn đề gì không. Bởi vì là nó phải có lý do. Nếu một người đang bình thường xong bây giờ hành vi lại không làm chủ được, thế rồi đùng một cái là hứng lên là cứ cầm dao với cầm kiếm đuổi đánh người nhà, chung sống với người bệnh. Nhưng mình cho rằng chắc là chỉ nóng tính rồi do uống rượu rồi do không làm chủ lúc ấy rồi xảy ra án mạng rồi mình không biết. Lúc ấy mới đi kiểm tra thì hóa ra tiền sử có thế này, tiền sử thế kia mà mình không cảnh giác. Cho nên là từ việc đầu tiên là nhắc nhở là có cách nào đó để mà kiểm tra sức khỏe tổng thể cho anh chồng. Vì có bệnh thì chữa, chứ còn nếu như mà anh ta để mà xảy ra một cái gì án mạng thì lúc ấy người ta với cơ quan điều tra người ta mới buộc phải đi kiểm tra giám định về mặt y khoa. Lúc ấy lại bảo rằng là ông này do chấn thương sọ não, hiện nay đang thế nọ thế kia lâu rồi âm ỉ, thế thì lúc ấy là mình ân hận lắm ấy. Còn cái việc thứ hai là hai vợ chồng chỉ có một đứa con thôi à? Cháu lớp mấy rồi? Được hai đứa con rồi. Cháu bé nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu bé nhất năm nay là học lớp 6 tuổi. Cháu lớn học lớp 3 rồi ạ. Ông kia có làm ăn gì không, ông chồng ấy? Ông chồng thì làm gara ô tô bình thường, vẫn làm ăn bình thường ạ. Rồi, có đóng góp kinh tế tài chính cho vợ con không? Có ạ. Ừ. Trừ những lúc mà ông ấy nổi cơn điên cơn nóng, cầm dao cầm kiếm chửi vợ chửi con lại, còn các sinh hoạt khác có bình thường không? Tham gia việc nhà thì không, mà thỉnh thoảng thì đưa con đi học. Rồi, thế xong cũng làm gara ô tô, cũng có tiền cũng đưa cho vợ, chứ không phải là giấu cất đi uống rượu một mình đúng không? Đưa cho vợ, nhưng mà nay được độ 1 triệu thì mai lại đòi 500. Vợ thì làm gì? Không có sự đóng góp của chồng thì mình có lo được tất cho con không? Đấy. Nó làm giáo viên nó cũng lo được. Có hai vấn đề
Một là vấn đề phải tạo điều kiện cho cái bạn kia đi kiểm tra sức khỏe. Mình có thể đừng nói với ông là mày đi kiểm tra xem mày có bị thần kinh không. Chắc là không ai ta một người thần kinh nào nhận mình là thần kinh đâu. Tôi nói rằng là bây giờ cũng cả hai đứa cũng đều ba mấy rồi đấy. Nên thì kiểm tra sức khỏe tổng thể rồi nhân tiện thì kiểm tra hết. Thế là một mặt. Thứ hai nữa, nếu mình xác định, thực ra thì so với những người đàn ông khác cũng không đến nỗi bê bết bề bệt, cũng làm cũng ăn, có thu nhập, cũng đóng góp cho vợ. Nhưng ban nãy chị có nói rằng là cháu rất là muốn được chia tay, nhưng mà chia tay thương con, thật ra cũng chưa đến mức độ để mà nghĩ là phải chia tay. Thật ra thì cũng không cần thương các con nhiều lắm, vì các cháu nó cũng lớn rồi, mẹ cũng lo được rồi, bố thì vẫn là bố rồi. Nhưng mà chia tay xong thì mình cuộc sống vợ chồng nó có khá hơn không? Thường thường người ta đập phá cái này đi thì người ta phải xây một cái khác nó đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đúng không? Thế còn thì nếu không thì phải xác định rằng cuộc sống vợ chồng lấy nhau cũng hai mặt con mười mấy năm trời rồi, chuyện thỉnh thoảng có cãi cọ nhau một tí thì mình cũng cũng có thể người ta đề phòng và tránh đi được. Đặc biệt là lưu ý cái gì như thế là hạ hỏa, phải mềm đi. Ông ấy bảo là xin lỗi, cứ nhận lỗi đi, bảo con rằng là con nếu mà thấy mà bố mà nóng đấy, các con sang hàng xóm, con đi ra ngoài đường con đi chơi, đừng có thách thức gì bố hoặc là cãi gì bố. Không, anh ấy nó lại bị điên này, cứ độ 1 giờ đêm hôm kia ấy, cứ bắt nó vợ là đi Tây Yên Tử, có quần áo là đi Tây Yên Tử. Tây Yên Tử là đi gì? Là cái đi ở cái chùa Tây Yên Tử hay là cái đền gì đấy, cách cái khoảng độ mấy chục cây rồi. Này, ông ấy có đi lễ đi bái tham gia đồng cô đóng cốt gì không? Không ạ. Không cứ thỉnh thoảng nó bị điên rượu thế rồi. Điên cứ đòi đêm rủ đi lễ chùa hả? Vâng, 1 giờ đêm mới bảo là đi Tây Yên Tử, gói quần áo và đi Tây Yên Tử. Thế sao có giờ? Có bao giờ? Đứa con gái nhà em nói bảo là không đi, em không đi, bây giờ đêm hôm rồi em không đi. Thế xong bảo tao cho mày 30 phút suy nghĩ, một là mày đi, hai là tao chém mày chết. Ôi rồi, thế thì đúng là cũng có vấn đề, còn vấn đề cụ thể thế nào thì không thể kết luận. Nhưng mà thật ra thì tưởng là chỉ nóng tính thế, chứ mà cứ nửa đêm dựng dậy mà hôm nào mà lại có tí thần tí thánh nào đó, xong rồi lại cầm dao cầm chiếc để ép vợ không đi thì tao chém thì cũng ghê, cũng chung sống cũng sợ thật. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đang phát tín hiệu rằng rất là muốn chia sẻ với này chị ít phút về cái tình trạng sức khỏe của cháu nhé. Vâng, tôi chào chị ạ. Vâng, chào chị. Tôi cũng nghe câu chuyện của chị với bạn Huyền cũng như là anh Đoàn rồi. Thế thì ở đây những cái vấn đề mà liên quan tới tâm lý, kể cả những cái vấn đề mà liên quan tới sự ở xử lý khi mà vợ và con trai của cái anh này ấy, hay nói cách khác là con gái chị ấy, với cháu ngoại là có nguy cơ là nạn nhân của bạo lực gia đình ấy, mà nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là ảnh hưởng tới sự an toàn của con gái với cả của cháu ấy, thì đương nhiên là con gái và cháu là phải chủ động, rất chủ động trong cái việc phòng tránh, để mà đừng để anh ấy một lúc nào đấy không kiểm soát được hành vi của mình, có thể gây tổn thương tới sức khỏe là cũng như là tinh thần của mấy mẹ con. Thế và nghe câu chuyện của chị thì tôi có cảm giác cái anh này, anh ấy đang có hai khả năng, tức là một là chắc chắn là có một cái rối loạn về sức khỏe tâm thần chị ạ. Thì cái rối loạn sức khỏe tâm thần này nó có thể là hậu quả của cái việc mà anh ấy bị tai nạn ở vùng đầu mặt cổ cách đây một thời gian, và lúc đó thì cũng chỉ xử trí những cái sang chấn phần mềm thôi. Thế còn cũng không rõ là nó có ảnh hưởng gì tới sâu hơn, ví dụ như là não hoặc là hộp sọ hay không. Bởi vì nếu có những cái tổn thương của phần sọ não ấy ạ, mà nó liên quan tới các dây thần kinh thì có thể có một cái biến chứng, đó là bị động kinh ạ. Và gọi là động kinh thứ phát, tức là động kinh sau một cái bệnh lý khác mà gây sang chấn ở đầu. Thế và cái thứ hai nữa thì không rõ có phải anh này là ngộ độc rượu hay không, hay tức là nghiện rượu mãn tính ý, và bây giờ thì nó đã sang giai đoạn khác, đó là ngộ độc rượu. Và ngộ độc rượu nó có những triệu chứng ảnh hưởng tới thần kinh và tâm thần, sức khỏe tâm thần của anh này. Bởi vì cái người này thì người ta không nhận là người ta là những cái người có những cái vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe về tâm thần, đúng không?
Cho nên là việc đưa anh này đi khám rồi là hay là đi kiểm tra là rất khó khăn, vì chắc chắn người ta sẽ không hợp tác. Thế chị thì ơi, chị em hỏi một câu này. Bình thường thì nó ăn cơm này thì nó không uống rượu, thế nhưng mà đến lúc mà cứ thỉnh thoảng ấy, nó đi uống rượu say về thì nó cứ thế. Đúng còn rồi. Còn nó không say thì nó không thế, còn nếu bình thường ăn cơm ở nhà thì nó lại không uống rượu. Khi mà cái nồng độ rượu ấy, tức là cái độ kích thích nó lên đến một cái ngưỡng nó vượt quá cái sức chịu đựng của anh ta thì lúc đấy nó mới có những cái biểu hiện tác động như vậy. Chứ còn nếu ở nhà mà anh ấy chỉ uống cái nồng độ cồn nó chỉ ở cái mức độ dưới cái ngưỡng kích thích thì có thể nó không biểu hiện ra các cái đấy. Thế thì bây giờ cái chỗ mà khám tốt nhất chị có biết ở đâu không? Đấy chính là ở Viện Sức Khỏe Tâm Thần. Sức Khỏe Tâm Thần ở đâu ạ? Ừ, chị ở Bắc Giang đúng không ạ? Vâng, thì có điều kiện chị có thể xuống dưới Hà Nội cũng được chị ạ. Chị vào đưa vào Viện Sức Khỏe Tâm Thần nằm ở trong Bệnh viện Bạch Mai ấy. Ở đấy người ta khám thì nó rất là tiện, tức là có các cái điều kiện để người ta khám tổng thể luôn, kể cả những cái bệnh liên quan tới động kinh hay là những cái bệnh mà kiểm tra họ có ví dụ điện não đồ, rồi họ có những cái phương pháp để họ kiểm tra luôn ý, thì rất là tiện. Và nếu như đúng là có những cái vấn đề đấy thì người ta sẽ xử lý cho chị được. Mặt khác là với anh này bây giờ thì đừng có kích động anh ấy, gần như là phải hợp tác và phải vừa dỗ vừa nịnh vừa như anh Đoàn nói, tức là đừng có kích động người ta, đừng có thách, rồi đừng có làm cho người ta mất kiểm soát, thì cái người gánh chịu hậu quả đầu tiên lại chính là mẹ con nhà nó chứ không phải là cái anh này đâu. Thế và đưa được anh ấy đi khám như thế thì rất là tốt chị ạ. Nếu đúng mà là những cơn động kinh như thế hoặc là những cái ngộ độc rượu như thế thì người ta có cái điều trị được mà chị. Vâng, vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826-2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826-2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Vâng, tôi là Hải Dương. Vâng, chào anh. Anh có thể nói câu hỏi của mình ạ? Tôi có câu hỏi thế này. Vâng. Nhưng mà tôi thì 50 tuổi rồi, tôi đẻ được một cháu rồi. Nhưng bây giờ muốn đẻ cháu thứ hai nữa. Thứ nhất là tôi muốn hỏi là từ lúc như tính từ lúc quan hệ đến lúc em là có bầu thì là tính từ lúc đấy đến nhà tôi quan hệ được 6 tuần thì tính từ lúc có bầu hay là tính lúc nào? Con tiểu có thai tính lúc quan hệ tính lúc nào vâng. Là làm sao bây giờ là kiểm tra của 6 tuần tuổi là sao là bác sĩ nói là không có tim thai mà phải loại bỏ thì vâng. Tôi hỏi chương trình xem bác sĩ tư vấn cho tôi nghe thế ạ. Vâng, những câu hỏi của anh thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho anh ạ. Xin mời chị ạ. Vâng, tôi chào anh. Vâng, chào bác sĩ. Vâng, năm nay anh 50 tuổi rồi đúng không ạ? Thì mới đẻ được một cháu, muốn đẻ được nữa, cho nên mỗi đứa ít quá. Bà xã bao nhiêu tuổi rồi anh? 40 tuổi. À, 40 tuổi rồi à? Thế thì cháu đầu được mấy tuổi rồi ạ? Cháu đầu lên 9 tuổi. À, 9 tuổi. Ừ, anh chị cũng để khá là lâu đúng không? Ừ. Tôi muốn nói với anh một chút về các vấn đề của anh. Thứ nhất là tuổi thai ạ. Thì khi mà tính tuổi thai ấy, thì chúng tôi không dựa vào cái ngày quan hệ tình dục mà chúng tôi dựa vào cái ngày có kinh cuối cùng của vợ anh để tính tuổi thai. Vâng, hay nói cách khác là phải dựa vào cái người phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Không thể tính là tôi quan hệ ngày này, tại sao đi bác sĩ lại thường nói ví dụ như tôi tính ra tôi quan hệ có 6 tuần mà sao bác sĩ lại bảo là tuổi thai của nó 8 tuần đúng không? Đấy. Vâng, đúng rồi, đúng như bác sĩ nói, đúng chính xác. Thì đấy, anh 50 tuổi rồi mà anh còn nói thế mà vợ anh nghe thấy chắc buồn lắm đấy. Không, tôi không nói mà đưa bệnh viện khám người ta bảo thế thì tôi bảo thế. Đấy, 6 tuần rồi. Đúng rồi, thế tôi phải nói với anh như thế nhá. Tức là khi mà tính tuổi thai ạ,
thì người ta sẽ tính theo cái ngày kỳ kinh cuối cùng của vợ anh. Thế mà thông thường thì nếu chuẩn chỉ ra thì ví dụ vợ anh mà vòng kinh nó rơi vào 28-30 ngày, tức là nó khoảng 4 tuần chẳng hạn, thì trứng nó sẽ rụng vào giữa của chu kỳ kinh nguyệt, hay nói cách khác là trứng nó sẽ rụng vào khoảng sau khi sạch kinh được khoảng quãng độ gần 2 tuần. Và thời điểm đấy thì anh có quan hệ tình dục với vợ và vợ bắt đầu là có hiện tượng thụ thai. Chính vì thế tính tuổi thai của vợ người ta phải tính từ ngày cuối cùng, tức là cách đấy 2 tuần là cái ngày vợ có hành kinh cuối cùng. Vâng, thông thường nó sẽ là như thế. Thế cho nên là khi tính theo tuổi thai mà tính theo y tế ạ, thì bao giờ cũng cộng lên so với 2 tuần anh nhé. À, phải cộng thêm 2 tuần ạ. Vâng ạ. Vâng. Thế đừng có nghi ngờ gì tội nghiệp vợ. Cái thứ hai nhưng nữa mà, là bây giờ nhà tôi đi khám nhưng tại bố về cái kim thai không phát triển thì thấy loại bỏ đi. Anh chị ở Hải Dương à? Ở huyện nào đấy ạ? Đưa lên bên khoa sản ở trên tỉnh. Bệnh viện tỉnh Hải Dương cũng được mà. Khoa sản của bệnh viện tỉnh Hải Dương cũng khá là nổi tiếng. Bây giờ thế này, bởi vì thực ra là chị cũng 40 tuổi rồi, cho nên là những cái nguy cơ mà có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ hoặc của con nó cũng có anh ạ. Vâng. Thế nhưng mà mới nếu mà tuổi thai mới có độ khoảng 6 tuần thì cũng chắc là cũng chưa chắc phải theo dõi thêm nữa đúng không? Chứ cũng chưa khuyến khích là xử lý ngay. Thế thì thôi thì cũng rất là khó để có thể nói với anh là nó như thế nào, bởi vì phải căn cứ trên cái kết quả siêu âm cũng như là cái kết quả kiểm tra sức khỏe của vợ thì mới có thể biết được. Hiện nay thì vợ đang nằm ở bệnh viện nào? Vâng, đấy, những cái trường hợp như thế thì có thể nó là thai lưu hoặc là những cái trường hợp mà nó tức là thai nó không phát triển anh ạ. Cái tim thai ấy, đúng rồi, cái tim thai nó là cái dấu hiệu sự sống đầu tiên của cái thai nhi đó. Thế khi mà cái thai nhi mà nó không có tim thai thì nó là cảnh báo của cái việc có thể là cái thai đó nó không phát triển, hoặc là nó bị sẩy thai hoặc là thai lưu gì đó. Đấy. Thế nhưng mà vì cái tuần tuổi thai nó khá là nhỏ, nó có 6 đến 8 tuần như vậy thì cần theo dõi thêm nữa để khẳng định xem là có đúng là nó như vậy hay không. Chẳng may mà nó không được giữ được thì lúc đấy là phải có cái can thiệp để hỗ trợ cho vợ đưa nó ra ngoài nhé. Thôi thì đã lên đến đấy rồi thì cứ yên tâm ở đấy rồi các bác sĩ sẽ xử lý cho vợ, và anh thì cố gắng động viên cho chị ấy, bởi vì chị cũng 40 tuổi rồi, cho nên là những cái này lúc này những cái tác động về tâm lý cũng như là sức khỏe đối với chị ấy nó cũng khá là khó khăn. Thế cho nên là thôi cứ động viên chị ấy nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vâng, cảm ơn anh đã gọi tới chương trình. Chúc cho hai vợ chồng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Alo, thính giả của điện từ Thanh Hóa về không ạ? Dạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em muốn hỏi gặp bác sĩ Đinh Đoàn ạ. Bây giờ là cuộc sống của em thì nói chung là bây giờ mắt em kém. Thì năm nay em 47 tuổi rồi. Vâng. Mà bây giờ là em chẳng muốn làm cái gì cả. Ngày xưa là vợ chồng em cũng có con cái, mà bây giờ vợ chồng em chia tay nhau đến hơn 10 năm nay rồi. Mà em làm ở trong Bình Dương á, là em bị tai nạn, mắt em kém. Mà bây giờ em có cái mặc cảm á, em chẳng muốn đi đâu cả, em ở nhà. Mà bây giờ em hỏi bác sĩ là nên em muốn đi bước nữa hay là em dừng lại ạ? Vâng, hiện nay thì bạn bị khiếm thị đúng không ạ? Hay là không nhìn thấy, hay là vẫn nhìn thấy nhưng mà... Dạ, nhìn thấy mà không đáng kể đâu. Mà em chỉ ở nhà rồi, em chăn nuôi rồi bọc bạch rồi nuôi con gà với con bò xung quanh nhà vườn thôi ạ. Vâng, vẫn đi lại được và vẫn sinh hoạt hàng ngày thì vẫn làm được đúng không ạ? Nhưng mà hiện nay thì mình cũng còn băn khoăn một chút là không biết là với cái tình trạng của mình như thế thì có nên đi thêm một bước nữa, tức là lấy thêm một cô vợ nữa hay không. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào anh ạ. Thế hiện nay thì đang ở Thanh Hóa, ở trong Bình Dương? Dạ, em ở Thanh Hóa, em về quê được 4 năm nay rồi anh ạ. Thế à? Dạ. Cháu bé nhất nhà em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu nhà em bây giờ là con đầu nhà em lấy chồng rồi, nó ở mẹ nó. Thằng cu nhà em thì cũng đi bộ đội về ra quân rồi, bây giờ em ở con mình. Cái thằng cu nó ra quân xong nó đi làm chưa?
Dạ, nó đã chuẩn bị nó đi 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 học nghề rồi anh ạ. Mà bây giờ thì gia đình nhà em cứ bảo là em đi bước nữa, chắc con em không về đâu. Ừ, thì, dạ, kể cả, được rồi, anh biết rồi. Thế vợ thì làm sao? Vợ em ngày xưa là nó hay, gọi thật sự với anh là nó hay ngoại tình 3-4 lần rồi, cho nên em buồn lắm. Nhưng mà chia tay chưa? Dạ, em chia tay rồi ạ. Em chia tay được hơn 10 năm nay rồi ạ. Tưởng là cô mới chỉ bỏ đi đâu đó, thế rồi. Dạ, thế... cô về nhà ngoại rồi, cô đi bước nửa rồi. Rồi, dứt điểm rồi. Dạ. Thế bây giờ thì mình bên phía nhà mình thì ông bà nội có còn không? Dạ, khỏe không? Em còn ạ. Ừ. Mà bây giờ gia đình cứ bảo đi bước nữa mà em thấy em có một cái mặc cảm với xã hội ấy, anh. Em thấy người mình nó có khỏe không? Dạ, người em khỏe ạ. Ừ. Trong thấy người nó có dạo dực bây giờ nghĩ đi không. Phụ nữ có muốn dạ. không? Dạ, người em thì nói chung nhiều khi em cũng nghĩ là em cũng muốn đi bước nữa mà em có cái mặc cảm em chẳng... Thôi rồi, bỏ qua cái mặc cảm nhá. Bỏ qua cái chuyện em không phải là người khuyết tật, em chỉ là người do tai nạn bây giờ có gọi là khó khăn về mặt nhìn thôi. Chứ không phải là một người khiếm thị hay một người mù bẩm sinh để mà mình gặp khó khăn lớn gì. Mình đã từng có cuộc sống rất lành mạnh và đàng hoàng đúng không? Nhưng mà vì những cái tai nạn nhất định thì hiện nay là mình thuộc dạng là người bình thường nhưng có khó khăn. Cũng giống như người mà đi xây dựng chẳng may té giàn giáo rồi về bây giờ đi tấp tảnh ấy mà. Thế hoặc là một người nào đó mà bị đi bộ đội xong rồi thì bom nó nổ giờ sức ép là nó nghe kém thôi. Thế này thì nó đang hỏi về tình trạng sức khỏe chung thì tốt này. Mình vẫn còn lờ mờ đi lại được này, tuy không đi làm xa nhưng mà ruộng nương vườn tược này, nuôi con gà con vịt là cũng được đúng không? Dạ. Rồi. Con gái lấy chồng rồi, con trai thì cũng đã bộ đội ra quân, tới đây thì cháu nó sẽ đi học nghề rồi nó sẽ đi làm công ty rồi nó sẽ lấy vợ. Mà rồi chả biết là nó có lấy vợ nó ở nhà hay là nó lại vào Bình Dương hay Đồng Nai hay là trong Sài Gòn nó kiếm việc rồi nó đi đến đâu thì lấy vợ ở đấy, mà vợ nó ở đâu thì thủ đô của nhà nó ở đấy. Thế là thôi thì mình cũng không có hy vọng gì. Mà thôi, thế nếu mà được các con nó tự lập như thế cũng lại còn là hạnh phúc. Chứ mà nó bây giờ nó chả đi đâu được, nó ở nhà nó cứ giặt dẹo xong nó dựa vào bố thì còn cũng còn khổ đúng không? Cho nên cái niềm vui của bố mẹ là con cái đều trưởng thành và độc lập. Thế thì bây giờ mình phải quay ra mình lo đến bản thân mình. Không ai thương mình, lo cho mình bằng chính bản thân mình. Lúc này là cái lúc mà mình còn sức khỏe. Nếu như mình có ý định đi với ai chăng nữa, đến với ai chăng nữa thì trông người nó cũng còn ra dáng một tí. Chứ đến lúc mà mình cứ tiếc rồi đắn đo cân nhắc lúc ngoài 50 sậm là ốm o quá, nhạch nhẹo quá rồi cũng chả ai người ta tặng ngại, lúc đấy thì đã chả giúp gì được nhau, trong người lại còn đầy bệnh tật nữa, lúc đấy lại tiểu đường rồi mỡ máu rồi lại men gan cao rồi lại hút rồi rồi ôi thì ngoài 50 trở ra sẽ rất là khó khăn. Bây giờ nồi nào vung ấy. Em có thể mặc cảm nếu như em bây giờ mẹ đòi một cô 30 mà lại còn trinh tiết, mà lại chưa từng xây dựng gia đình bao giờ, mà lại phải đẹp ngang với á hậu thì đúng là khó thật. Nhưng nếu như mình đặt vấn đề là thôi, một người phụ nữ từ 30, 35, 37, thậm chí 40, một là do quá lứa nhỡ thì, hai là cũng... lỡ dở như mình ấy, cũng giang dở ly hôn cùng cảnh ngộ. Nhưng cái quan trọng nhất là phải sức khỏe khỏe mạnh, thứ hai là chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, chỉ có hai cái tiêu chí ấy thôi. Còn bây giờ da trắng da đen da đẹp hay không mình cũng chẳng quan trọng nữa, mình cũng chẳng ngắm được nhiều đúng không? Cho nên là yếu tố đầu tiên là sức khỏe, yếu tố thứ hai là cô ấy thật lòng và chân thành đến với mình. Hai người như tựa vào nhau mà. Cô thì sáng mắt hơn một chút, cô sẽ chẳng hạn như mình nuôi vịt, cô là người nhặt trứng vịt đem đi chợ bán, cô là người đi chợ mua thức ăn, còn mình ở nhà nấu nướng. Tức là thôi thì cái khuyết cái khó của mình đã có một người bạn đời người ta đỡ đi, thế thì nó sẽ hoàn thiện hoàn hảo hơn. Anh nghĩ rằng là đừng có mặc cảm, thật ra ai cũng có cái mặc cảm. Chả có ai hoàn hảo đâu mà, có người thì khuyết cái nọ khuyết cái kia, và của mình thì cái khiếm cái khuyết này chả phải do tội lỗi gì ở mình, mà đấy là do những cái tai nạn không ai mong muốn đúng không? Nhiều người người ta còn tai nạn giao thông xong bây giờ nằm một chỗ gì ở đùn đáy dầm, rồi còn chả nhận ra ý thức con người nữa, còn toàn người nhà phải phục vụ ấy, như là một gánh nặng cho người nhà, người ta còn chả ấy muốn chi như mình có gì mà mặc cảm.
nhá. Lo cho mình đi, rồi con cái nó có cái phận của nó, không có gì bằng là con chăm cha hoặc bà chăm ông, sau này có một cái người người ta ở bên mình ý, đỡ cho mình cái này cái khác, đỡ vất vả. Vì cơ bản nhất là bây giờ nó đỡ buồn. Và nếu mà trời cho mà là yêu một cô nào 35, 37, cô còn chưa từng có con, cô mong muốn là sinh thêm một đứa con, mình lại có một đứa con nho nhỏ nữa cũng vui mà nhá. Vâng, em cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Đinh Đoàn nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, chúc cho bạn sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hải Dương. Đây vâng, vâng tôi nghe đây ạ, câu hỏi của anh là gì ạ? Thì tôi có một con đi khám bệnh, đi khám ở bệnh viện huyện, người ta bảo là bị tháp bị bẹn ấy. Dạ. Thì nó có nguy hiểm đến tính mạng hay là sinh sản sau này. Vâng, con trai của anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 19-20 rồi. À, cháu 19-20, vâng. Anh đang rất là lo lắng cho sức khỏe của con trai của mình. Sau đây thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn ạ. Xin mời anh lắng nghe. Vâng, chào anh. Anh ơi, thế làm sao mà phát hiện được để mà đưa con đi khám? Con nó bị đau mấy tuần rồi, hết lúc cơ bộ nó đau, nó có cái cục kỳ ở chỗ bẹn ấy. Thì hôm vừa rồi cũng về sau nó đi học ở Sao Đỏ mà, thế sau nó về thì cho lên huyện khám thì người ta bảo là thế là cứ về đi, chứ người ta cũng không cho thuốc men gì. Thế người ta vừa về thì rồi nó lên rồi cũng nó xuống học nó to quá thì người ta mới phẫu thuật, thế thì người ta bảo thế. Vâng. Thế thì khi thoát vị bẹn, nói như này để anh tưởng tượng được, gọi là mức độ nguy hiểm hay là không nguy hiểm. Tức là ở trên kia ổ bụng của mình ấy là nó có ruột nhá. Thế và ngăn cách ruột với cái vùng bìu ấy thì nó có một cái dây chằng. Thế cái dây chằng đấy nó mà yếu ấy thì cái ruột nó mới sa xuống, mới thấy nó lồi lên và lúc đấy thì nó sẽ đau. Thế rồi đến một lúc nào đấy anh nói là nó lại lên, xong nó lại xuống, thì cái tình trạng dây chằng đấy là nó kém. Thế thì đến một lúc nào đấy mà nó xuống mà nó không lên được ấy, thì lúc đấy là phải mổ. Bởi vì nếu nó xuống mà nó không lên được, nó sẽ nghẽn và cái ruột đấy nó sẽ bị hoại tử, bị thối ấy. Đó. Thế một cái tình trạng sớm hơn là đợi đến lúc mà nó như vậy rồi mới mổ thì nó nặng nề lắm. Đấy, vì vậy đi khám rồi, tốt rồi, và nó vẫn xuống, vẫn lên thì cũng để ý và nói với con là 18, 19 tuổi thì nó cũng hiếu động đấy. Thì chắc là những cái môn mà chạy, nhảy mà mạnh ấy, thì cũng môn thể thao ấy, thì cũng hạn chế một chút. Thì những cái lúc đấy là những lúc nó sẽ rất dễ sa xuống, hoặc sức khỏe yếu, nó sẽ sa xuống, và sa xuống thì phải đẩn nó lên nhá. Thế và đến lúc nào đấy mà nó cứ sa xuống mãi nó không lên thì đừng kiên trì với nó và đến bệnh viện sớm để người ta có can thiệp sớm hơn thì nó sẽ có lợi cho sức khỏe hơn anh nhá. Từ Hải Dương lên Hà Nội nó cũng gần mà. Đấy thì mình không nó tùy từng mức độ, nhưng nói chung nó cũng không phải là một cái phẫu thuật gì nó rất là lớn lắm, còn trừ trường hợp anh lại để cái tình trạng nó gọi là hoại tử ruột rồi ấy, thì lúc đấy nó là câu chuyện, kể cả phẫu thuật lẫn hồi sức thì nó lại là câu chuyện rất lớn, và lớn thì phải chi phí lớn rồi nha. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Chúc anh và gia đình của mình sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo. Vâng, alo. Vâng, xin chào ạ. Tôi lắng nghe đây ạ. Vâng, bà em lấy chồng được hơn 2 năm. Vâng. Chồng em trước kia cũng Việt Nam. Sau rồi cũng chồng em cũng bị đau thì em bị dưới đệm ấy. Vâng. Thì là cũng nghỉ nhưng mà đây cũng ham mê chơi điện tử quá. Thì là vợ chồng em cũng ở riêng. Vâng. Cùng một nhà thì cũng ở riêng. Hai ông bà chả vì đưa đỡ con cho em mà chồng cứ chơi điện tử và vì đưa con cho thì cũng xong nói em. Xong rồi vợ chồng cãi nhau, xong em cũng nói chồng mày tao chứ tớ ấy, vâng. Cãi nhau ấy, xong rồi tức chồng em mới đuổi em thì em cũng đi thì là con
Con em thì để cho chồng nuôi ấy. Vâng. Thì em cũng lên nhà bà ngoại nội. Nhà bà ngoại vài ngày thì em cũng đi làm. Vâng. Đi làm thì là em nhớ con quá. Thì là em cũng bảo mẹ em mới tín em thì thôi xin về nhớ con xin về đấy. Vâng. Xin về thì là bố mẹ chồng cũng không cho xin, chồng cũng không cho xin để về ở với con ấy. Vâng. Thế bây giờ đấy xong rồi em đã nên em như thế nào ạ? Vâng, bây giờ nên như thế nào đúng không ạ? Hai anh chị vâng. Là ly thân lâu chưa ạ? Hiện nay mới là tình trạng ly thân thôi đúng không ạ? Vâng, ly thân thì một tháng rồi, chồng em chưa viết đơn. À, một tháng kể từ ngày anh ấy đuổi chị ra khỏi nhà đúng không? Vâng. Vâng, vâng. Đúng là rất là đáng buồn chỉ vì những cái mâu thuẫn của cuộc sống vợ chồng. Mẹ. Vâng. À, sau đây thì anh Đức Nam là chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với chị nhé. Xin mời ạ. Vâng. Vâng, xin chào chị nhé. Chúng tôi đã nghe rất là rõ cái câu chuyện của chị rồi. Rất là chia sẻ với chị. Mình cũng đã cố gắng rất nhiều trong cái mối quan hệ này. Mình cũng chịu rất là thiệt thòi. Mình đang nhớ con. Và hơn nữa là mình đang bị cả gia đình nhà chồng như đang không tin mình và như đang cũng không chấp nhận mình đúng không ạ? Vâng, vâng, đúng ạ. Thế thì hỏi chị một chút là cái công việc hiện tại của chị bây giờ là như thế nào ạ? Và cái thu nhập thì nó có giúp ích cho cuộc sống của anh thì... không? Em ở nhà chồng thì em cũng lấy tải ba bì về để may để lấy tiền tiêu hàng ngày ấy. Đấy là trước đây ở nhà chồng, thế còn bây giờ à? Bây giờ em đang xin vào công ty làm. À, thế là mình bây giờ công việc có ổn định không ạ? Hay là mới bắt đầu đi làm thì công việc thế nào? Thấy nó có hợp với mình không? Có thu nhập tốt không? Cũng em mới xin vào công ty thì mới làm được 1-2 ngày. À, mới 1-2 ngày thôi. Như vậy là mọi thứ cũng đang rất là khó khăn. Từ cái câu chuyện gia đình cho đến cái câu chuyện công việc hiện tại bây giờ. Vâng. Vâng. Thế bên nhà ngoại của mình thì nghĩ gì về cái câu chuyện này ạ? À? Mọi người có hỗ trợ tinh thần cho mình nhiều không? Cũng có bố mẹ với lại chị em ạ. Bố mẹ và chị. Vâng, đấy cũng bảo là đây vì con khổ muốn về với con nhưng nó không tin thì thôi. Mình đành chấp nhận thôi cứ đi làm. Sau đấy chồng nó nếu mà nó thương nó ấy thì ấy về, mà không thì cũng bỏ. Biết chồng biết đơn thì mình ký để bỏ. Đúng rồi, thì đó là một cái lựa chọn trước mắt của mình. Nhưng mà cái khó khăn là bây giờ là thực ra thì bản thân thì tôi cũng thấy hiểu rằng là chị đang rất là muốn quay lại cái mối quan hệ này. Mình cũng có thể chấp nhận những cái thay đổi nhất định và mình cũng mong muốn là chồng mình có thể có những cái thay đổi nào đó. Và quan trọng hơn là đều mong muốn đều cho con mình nó tốt hơn, nó có bố có mẹ, đúng phải không ạ? Vâng. Ai cũng mong muốn như thế. Vâng. Tuy nhiên thì mình cũng suy nghĩ đến những cái mà trước mắt của mình sẽ có những cái khó khăn nhất định. Là bây giờ nhà chồng họ cứ nàng nào không chấp nhận thì mình cái giải pháp của mình sẽ là như thế nào? Mình nếu như bây giờ gia đình nhà chồng mà không chấp nhận thì mình có sẵn sàng bỏ chồng cũng được không ạ? Và nếu mà con của mình bây giờ là bao nhiêu tuổi ạ? Chính xác là bao nhiêu tháng tuổi ạ? Con em hơn tuổi rồi. À, hơn một tuổi thì cháu vẫn đang sẽ cái việc mà hai vợ chồng mà ra tòa ấy, mà chia tay nhau ấy, thì cái quyền nuôi con của người mẹ luôn được ưu tiên với những trẻ nhỏ. Có điều đây là liệu gia đình nhà chồng họ có cái khó khăn gì hay không cho mình ấy thôi. Và bản thân mình liệu nếu như mà vừa nuôi con vừa đi làm với thiếu cái sự hỗ trợ nhà ngoại của mình ấy, thì liệu như có những cái khó khăn gì xảy ra cho mình hay không? Nhà ngoại em thì cũng nuôi cháu trước mà về nuôi đâu, đi làm không đưa con đi được, mất thích không có chỗ ở nào thì tiền làm thuê con thuê người bế với lại ốm đau em không ấy được. Rồi thì đấy cũng là một cái khó khăn trước mắt của mình cũng phải suy nghĩ đến. Tuy nhiên thì có lẽ là cái lựa chọn bây giờ có vẻ là nó cũng rất là rõ ràng rồi, nhà chồng ấy như quyết định là không rồi. Thế còn bây giờ là thuộc cái quyền quyết định của mình nữa thôi. Mình có đồng ý là thôi mình họ đã không cần mình. Vì dù sao có vẻ là bây giờ thế này, nếu mà như mà quay về thì có vẻ là cái tương lai nó cũng không tươi sáng lắm. Khi mà chồng thì dù sao thì cái việc thoát vị đĩa đệm có lẽ nó là những cái khó có thể hồi phục được. Và cái chuyện anh ta sẽ không làm gì nhiều nó sẽ tiếp tục xảy ra. Và cái việc anh ta chơi điện tử nó có thể vẫn sẽ xảy ra, không chăm con vẫn có thể xảy ra, và đương nhiên cái chuyện cãi nhau, chửi nhau nó vẫn có thể xảy ra. Và nếu như mình biết trước cái câu chuyện nó sẽ là như thế thì liệu mình có muốn điều đấy không? Chẳng ai muốn cả, đúng không?
hay là thế, cho nên là có lẽ là một cái lựa chọn là mình dù mình đau thương nhưng mà có lẽ nó cũng là đến một cái mức hạn nào đó thôi, mình chịu đựng được. Mình cũng có những cái niềm kiêu hãnh của mình, đúng không ạ? Mình có niềm tin của mình, nhưng mình hoàn toàn có thể sống một cái cuộc đời tốt được nếu như mà bây giờ mình đang có cái công việc, rồi nếu như mà có sự hỗ trợ của gia đình đàng ngoại. Bây giờ mình, nếu mà gia đình nhà chồng muốn ra tòa thì hoàn toàn mình cái quyền nuôi con của mình nó cũng rất là có thể xảy ra, bởi vì bây giờ chị đang có việc làm này, đúng không? Mà trẻ lại trẻ nhỏ này, cần có sự chăm sóc của mẹ. Thế thì mọi chuyện nó cũng đang ủng hộ chị thôi. Chỉ có mỗi điều là cái cuộc sống, cái tình cảm vợ chồng nó đang không tốt đẹp. Và có lẽ là trong tương lai nó cũng khó có thể tốt đẹp được. Nếu như mình thấy rằng là môi trường của nhà của mình ấy, nhà ngoại nó không phù hợp để nuôi con, thì thôi, mình hoàn toàn có thể là chấp nhận nỗi buồn, nhớ con. Thì mình vẫn được phép thăm con nhé. Nhưng mà người khác không có quyền sỉ vả hay là trách cứ gì mình nữa nếu như mà cái mối quan hệ nó đã chấm dứt. Thế nên mình vẫn có những cái giá trị riêng của mình nhé. Không phải vì đứa con mà mình đi đến mình quỵ lụy, đúng không? Rồi họ có thể sẽ lại trách móc mình, rồi là không chăm con, bỏ bê. Họ có thể có những rất nhiều những cái cớ khác. Thế thì mình cũng phải sẵn sàng với những điều đấy. Mình không quá buồn vì điều đấy. Mình sẵn sàng đối diện với nó, đúng không ạ? Vâng, bà đây thì em đi làm thì này, em cũng ít khi về thì bây giờ cũng về chơi với con, mua cho nó ít quà kiếp chơi với con thôi. Thế thì hoặc là bây giờ mình cứ duy trì cái mối quan hệ này như xem như có được hay không. Bây giờ tạm thời là mình cứ ly thân một thời gian, thêm một thời gian nữa, mới một tháng thôi mà. Nó cũng là cái câu chuyện mâu thuẫn mới bắt đầu. Thì mình để thêm một thời gian nữa, mình vẫn đi làm, mình vẫn về thăm con. Và mình có, nếu có thời gian mình nói chuyện với ông bà về những cái khó khăn của mình, liệu xem có được hay không. Có thể là rất là khó, hoặc là mình nói với chồng mình xem. Ví dụ nó có cần mình thì cùng lấy nhau thì cùng khổ, cùng gánh vác, chứ bây giờ cứ không gánh vác, mình lại không nghĩ gì, cứ điện thoại, cứ đau là nằm là điện thoại. Con cũng chả trông, có phải là nằm liệt đâu mà không trông được con. Thế bây giờ ông bà cũng không trông cho con, em không trông. Chồng cũng không làm được việc nặng thì làm được việc nhẹ. Cũng không phải là đau liệt giường ấy. Còn, thế đấy thì đấy, xong... đấy cũng là một cái khó khăn mà mình cũng phải nghĩ đến, là cái câu chuyện là nếu như mà giao con về cho gia đình đấy thì con mình có được chăm sóc tốt hay không? Liệu ở với ông bà ngoại ấy, dù ông bà có khó khăn nhưng mà tối ngày mẹ con vẫn có thể gặp nhau, rồi trò chuyện với nhau, nhưng ở bên cạnh đi nhau. Làm xa nhỉ? À, đi làm xa nữa à? Thế thì cũng lại là một cái khó khăn nữa mình cũng phải suy nghĩ. Có lẽ là chị cũng đã quyết định được rồi, là thôi mình chấp nhận để con ở nhà nội, đúng không ạ? Và bây giờ mình thôi, mình tạm thời chấp nhận được cái chọn lựa đấy đi, cái phương án đấy đi. À, nhà nội ấy, nếu mà đang cương quyết là cái chuyện ra ly hôn ấy, nhưng hình như họ cũng đang ngập ngừng. Họ cũng có thể là họ cũng đang muốn níu kéo, họ cũng đang muốn thay đổi, mình thay đổi một chút nào đó. Hoặc là họ bản thân họ cũng đang suy nghĩ xem là họ đang chưa đúng ở chỗ nào, và họ cũng quan tâm đến đứa nhỏ nữa, nó cũng cần mẹ. Thế nên là chắc là họ cũng đang suy nghĩ về chuyện đó. Hoặc là bản thân chồng cũng đang suy nghĩ, chúng ta nên hy vọng thế. Thế thì... Em hôm em cũng bảo là đấy, nếu mà không nghĩ về con, không nghĩ về vợ, thì muốn đi lấy vợ thì viết đơn nhanh lên để em ký. Xong rồi chồng em cũng bảo tối viết, hôm tối không thấy nói nhắn tin hay là nói điện thoại em thế nào nữa. Thế thì chắc anh ấy cũng thực sự không muốn đâu, anh ấy cũng đang suy nghĩ đấy, nên là mình cũng có thể dành thời gian cho nhau một chút. Em thật, em đây là em níu kéo để về ở với con cho đỡ khổ thôi. Nhất còn bố mẹ chồng cũng chả tốt gì, mà chồng cũng chả ra gì. Đây là tôi khổ, lấy nhau khổ, có đứa con này không đi làm xa mới lại bé bỏ nó thì tội. Nếu mà cứ... là muốn mình... đấy, mẹ em xin nhá, em còn về em quỳ xuống là xin, không cho xin. Thì đành em phải lo bản thân em sau này. Mình sẽ chờ đợi thêm nhỉ, bây giờ chị vẫn tiếp tục đi làm nhé. Quan trọng là mình sẽ giữ cho đấy, cái tinh thần mình nó vui vẻ. Đấy, tạm thời em đi làm đấy, sau á. Giữ tinh thần mình thật vui vẻ, lạc quan nha. Để mà mình dành, khi nào mà mình về nhà, mình dành thời gian cho con ấy, thì luôn luôn là những cái thời gian mà rất là vui vẻ mẹ con bên nhau. Và bản thân mình cũng sẽ được vui vẻ hơn một chút nào đó. Mặc dù bây giờ rất buồn, có rất nhiều mọi thứ đang xảy ra, đang sống ở môi trường mới này,
rồi mối quan hệ nó cũng không đang, nó đang dở dang, rồi có rất nhiều những cái mâu thuẫn xảy ra, mình đã cố gắng nhưng mà không được chấp nhận, thì nó thực sự đang rất là rất đau khổ. Thì ăn uống đầy đủ này, ngủ đủ này, đi làm việc thì cũng dành thời gian nói chuyện với bạn bè chị nhé, và dành thời gian về thăm con. Thì có lẽ trước mắt nó là cái đấy, là cái mà mình nên quan tâm trước mắt, giữ sức khỏe về mặt thể chất để cho tinh thần mình nó được khỏe mạnh. Sau đó thì còn cái câu chuyện mà họ có chấp nhận hay không ấy, mình cũng chẳng quyết định được. Mình đã làm rồi, mình đã xin rồi thì đấy, thôi phải chờ đợi. Vâng, chúc chị giữ được tâm bình an và tìm được cái giải pháp hợp lý nhất cho mình nhé. Vâng, lời chúc của chuyên gia tâm lý học của chương trình cũng là lời chúc chung của chương trình chúng tôi gửi tới chị. Mong chị cũng sẽ đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống và tìm được cái cuộc sống của mình thêm ý nghĩa hơn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đức Nam đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Thanh Hóa. Dạ, em là chị ơi. Vâng, tôi nghe đây ạ. Em muốn có câu hỏi, trước em hỏi, muốn gặp chuyên gia tâm lý học ấy. Vâng, anh có thể nói cụ thể. Vâng, em thế này, em thì có gia đình rồi, em sinh năm 76. Vâng. Vâng, vợ em thì nó hai vợ chồng giáo viên cả. Vâng. Còn đều con, cháu đầu thì con gái, hai con trai, cháu đầu lớp 11, cháu thứ hai lớp 7 rồi, con trai chị ạ. Đẹp quá đúng không? Vâng. Vâng, nhưng mà hiện nay thì nó thật là 3 năm nay là em có cái mối tình ở bên ngoài. À. Thì cái cô này ngày xưa là cũng trong quá trình em đi làm ăn thì em cũng gần nhà thôi. Mà cô này làm bên công chứng. Thì cô hay làm cái hồ sơ cho em thì chúng có cái cách đi lại thì mình có cái cảm tình mến để yêu cô đấy. Và đúng ngày hôm nay là cũng sinh nhật cô này, vừa tròn đúng 3 năm yêu nhau. À. Sau một thời gian thì khoảng hơn năm thì cô mới năm ngoái trong Tết, trước Tết đấy mấy tháng thì nói chung là cô thì chồng đi làm xa, cô thì cũng có hai cháu rồi, cháu đầu thì con gái đầu học lớp 3, cô thứ hai thì mới sinh cũng mấy hôm, nó tròn một năm con trai, nhưng mà đại loại là của chồng trước, còn với em thì nói chung là chỉ quan hệ ngoài luồng. Thế là cô bảo là nếu lấy cô thì cô đi sinh, nhưng mà cô không thể để sinh, con không có bố. Nhưng mà em với cô thì rất là yêu và mít, rất là yêu nhau, mà nói chung là vẫn gặp đều nhưng trong vòng 3 năm nay đó. Vâng. Là vợ em thì không biết cái việc đó. À. Thì em muốn hỏi là cái mối quan hệ này thì có thì tiếp diễn này, thế thì nó có nó liệu có nó sợ sau này ví dụ con cái rồi vợ con em như thế nào. Vâng. Em muốn hỏi thì muốn lời khuyên của bên chuyên gia, nhưng mà cô rất là yêu em và em cũng thế, em cũng rất là mà gặp nhau thì nói chung là cái quan hệ thì lúc nào cũng có thể là gặp nhau liên tục vẫn có thể quan hệ được, nhưng mà ở nhà với vợ thì không mình nằm bên cạnh nhưng mình không có thích, không muốn gì cả. Vâng. Và tôi có thể hiểu được câu chuyện của anh như thế này, anh cũng đã cảm nắng một cô ở bên ngoài vợ mình. Cô đó thì chồng đi làm xa, hiện nay rất là có thể coi là thiếu thốn tình cảm, đúng không ạ? Vợ chồng nhà cô này bỏ nhau rồi. À, vợ chồng nhà cô bỏ nhau, ly hôn rồi. Ly hôn được trong Tết. Vâng. À, thế ạ. Bây giờ cô nó nuôi đứa con trai. Hiện nay là cô là người tự do. Gần tròn một năm, còn chồng cô thì vẫn đi làm xa và nuôi đứa con đầu. Vâng, vâng. Đứa đầu. Vâng, tôi hiểu ạ. Đến bây giờ sau khi hai người quan hệ với nhau 3 năm trời thì anh bắt đầu đặt ra câu hỏi là không biết là mối quan hệ này tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hôn nhân của mình, đúng không? Anh có nghĩ rằng cái câu hỏi của mình đặt ra bây giờ là hơi muộn không? Đúng rồi, em cũng cái việc đó thì đương nhiên là cũng... Vâng. Tuy nhiên thì cũng rất may là anh cũng đã tin tưởng Cửa sổ tình yêu và gửi gắm cái tâm sự của mình tới chương trình. Sau đây thì anh Đức Nam là chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với anh nhé. Xin mời anh Nam. Em cảm ơn. Vâng, chào anh ạ. Vâng, em chào anh ạ. Câu chuyện của anh thì bây giờ nó cũng thực sự là khó nhỉ. Một bên là tình nghĩa, một bên lại là tình yêu. Dạ. Trước đây thì anh yêu vợ mình khi mà hai người đến với nhau thì cũng bằng tình yêu đúng không? Rất là... Dạ, đúng ạ. Vâng. Vâng. Nhưng mà trong bao giờ cũng thế mà. Trong cái quá trình mình ở bên cạnh nhau thì có những điều nó cũng bất hòa xảy ra hoặc là mọi thứ nó không còn... Là hai vợ chồng em thì vẫn bình thường. Có thể là không có cái gì mâu thuẫn mà vợ em hiện nay không biết, cho nên em muốn nhờ anh tư vấn.
nhất trí thì tôi cũng đang phân tích một chút mà tại sao mình lại mến cái cô kia nhiều thế mà mình lại không mến vợ mình nhiều như thế. Dạ. Thì mình đang so sánh giữa cái tình cảm mà mình đang bàn ở phía cạnh tình cảm. Nó đấy, quy luật của nó là như thế, là khi mình ở sống chung với nhau ấy thì mọi thứ nó cứ mờ nhạt dần, nó bớt nồng thắm đi. Và bây giờ một người bên ngoài nó lại cho mình rất nhiều những cái cảm xúc. Vâng. Chúng ta chỉ đến với nhau những cái lúc tươi đẹp thôi. Vâng. Đúng không? Lúc nào có nhu cầu, lúc nào có muốn được nói chuyện thì mình đến với nhau và mọi thứ nó rất rất là tươi đẹp, dành cho nhau tất cả những gì đẹp nhất. Và hơn nữa cô ấy lại bỏ chồng. Bỏ chồng. Mà cũng không biết là cái chuyện mà bỏ chồng này có liên quan gì đến anh không. Trước Tết, không. Trước Tết mới bỏ chồng. Cái chuyện cô vẫn nói thẳng với em là cái chuyện mà em bỏ chồng này không có gì liên quan đến anh cả. Và nếu anh, em không muốn anh bỏ vợ, mà em muốn gia đình anh hạnh phúc, muốn không muốn để làm xảy ra gì. Và cô nó cũng rất là đại lượng, cô mới kể cả anh như vậy, cứ nói thẳng và em cũng thoải mái, không vấn đề gì cả. Cô cũng không lợi dụng, nói chung không phải lợi dụng, nói thật với anh là mình cũng không phải lợi dụng vì tiền. Tuy nhiên là mình là đàn ông thì mình không thể được cô thiệt, nhưng mà cũng không phải vì cái đấy. Để nói thật với anh là như thế, mà cô mới chỉ cần tình cảm của em, chỉ cần anh thôi. Không vì một cái gì, không vì một cái danh vọng gì cả. Mà cô nói thẳng, mà thực tế cô không bao giờ em, tuy nhiên là cô thì cái điều kiện khó khăn hơn em. Cô là bây giờ là công việc thì nó đương nhiên là làm công ty thì đương nhiên là không công chức như em được. Nhưng lại loại là em thì đương nhiên là cũng có đồng ra đồng vào, nói chung là cái điều kiện có. Tôi nhưng mà cái rõ ràng quan điểm cô mà không, em không bao giờ ấy, còn không đòi hỏi anh cái điều gì em. Em chỉ cần yêu anh, chỉ cần yêu em thế là được. Cái câu chuyện này nó lại mở ra một cái mâu thuẫn mới là rõ ràng mình lại thấy cô ấy rất rất là biết hy sinh và mình lại càng yêu cô ấy, đúng không? Đúng. Đấy, nó khó khăn ở chỗ đấy thế chị. Tóm lại là đúng không? Tình cảm nó khó nói, công nhận là bây giờ một bên là mình đang rất yêu ai đó, còn bên là anh lại cũng rất nhiều lần em định dứt nhưng mà không thể gì bỏ được. Nói chung là cô được có khéo đấy, trong cái chuyện tình cảm đúng cô rồi, rất là cái chuyện này rất rõ, cô ấy rất tinh tế, cô ấy lại sẵn sàng hy sinh. Một người phụ nữ như thế thì ai mà không yêu mến được. Nhưng bây giờ rõ ràng, bây giờ quay lại phía của mình đi. Dạ. Thứ nhất, cái câu hỏi của anh là có nên tiếp tục hay không ấy, thì rõ ràng về mặt rất nhiều mặt mà nói ấy, thì là không được, không nên, đúng không? Đúng rồi. Trừ phi là mình cũng tự do thì không nói, nhưng mà bây giờ mình đang ràng buộc, hoặc là mình phải rõ ràng. Mình cũng nói với vợ mình là cái câu anh có thể là quyết định là anh thấy rằng cái này tùy quyết định của anh em, một là mình thấy rằng là tôi, anh cũng thấy rằng là cũng anh yêu cô ấy hơn và anh cũng muốn ở bên cạnh cô ấy. Quan điểm của em là em không bỏ vợ. Quan điểm của em, vợ em không thể bỏ vợ em được. Bỏ con em được. Vâng. Thế thì cái câu chuyện nó đã rõ ràng hơn rất nhiều. Như thế nào em không thể bỏ vợ, em vẫn nói với cô mà. Nhất trí. Nhưng mà cô nói thẳng cô không, em không bắt anh bỏ vợ. Em cũng muốn anh về gia đình anh hạnh phúc. Anh cũng không làm như thế vì cô mà nói thì bây giờ em suy từ em ra. Anh mà như thế anh cũng đau khổ, cũng khổ sở mà rồi em cũng là con gái mà chị, thế thì anh không nên làm. Nhưng mà nếu ấy thì anh lấy em thì em vẫn lấy anh, nhưng mà em không muốn cái điều đó xảy ra. Nhất trí. Vâng, đó. Nhưng mà em cái quan điểm em dù thế nào, kể cả như thế nào em không bao giờ em bỏ vợ con em. Rồi ạ. Vâng. Và có lẽ là tâm lý chung là như thế. Cái tình cảm thì em không có cảm xúc với vợ em, nhưng mà gặp với cô có thể hôm nay em vẫn quan hệ được, mai em vào mối quan hệ lúc nào cũng cảm xúc. Mà nói chuyện với cô lúc nào em có thể nói được, cả ngày cũng được. Mà cô cũng thế. Và nó diễn ra trong 3 năm liên tục rồi đúng không ạ? Vâng, hiện nay cũng đúng, hôm nay là vừa tròn 3 năm, cũng là đúng hôm nay là vừa sinh nhật cô này, em vừa mới đi về buổi trưa này. Nhưng mà cái câu chuyện mà bây giờ thế này anh gọi lên đây cũng đang chứng tỏ rằng anh cũng đang rất dằn vặt về cái câu chuyện đấy. Vâng. Và nếu như mà vợ anh, nếu mà có biết, thì thực sự nó cũng là một cái điều... Rất sốc. Vâng. Thì... Và hơn nữa... Đúng. Cái câu chuyện này anh hỏi nó đi đến đâu thì nó cũng sẽ tiếp diễn như thế này thôi. Có thể là cảm xúc của anh với cô ấy nó vẫn bùng cháy như thế và có thể diễn ra trong vòng một vài năm nữa. Nhưng chắc chắn anh nói rằng nó cũng dần dần giống như vợ anh ấy. Bây giờ tôi đoán là hai anh chị cưới nhau phải cũng mười mấy năm rồi. Vâng, đúng rồi. Em cưới vợ em là sinh năm 2003, em 76. Vợ em là sinh năm 81. Vâng, thế thì cái dần dần cái câu chuyện với cô này nó cũng sẽ vơi dần đi. Thế sau này anh sẽ quay em đi thấy đâu? 3 năm thì hiện nay 3 năm, ví dụ em cũng gia đình, cô gia đình, mà hiện nay đến nay đúng toàn 3 năm thì cái cảm xúc lúc nào em thấy cũng thế. Vâng, thì đấy là mới là 3 năm. Thì ví dụ 10 năm nữa thì chắc chắn nó sẽ giảm đi. Vì quy luật cảm xúc tình cảm nó là như thế, đúng không? Vâng, đúng. Và anh cũng đã quyết định là không bao giờ bỏ vợ. Đúng rồi, em cứ khẳng định cái quan điểm, kể cả ví dụ không may xảy ra thì em vẫn nói vợ em là không thể bỏ. Vì bỏ sao vợ. Ạ? Vì sao anh quyết định như thế? Đương nhiên thì nó thật ra anh thì không phải là mình so sánh,
Nhưng mà nếu mà thế thì em vẫn là thương vợ em, thứ nhất là con cái em. Bởi vì em với cô chưa có một cái gì cả, chưa có con. Mà cô nói thẳng, trừ trường hợp chị anh lấy em thì em mới sinh. Chứ em không thể muốn là đẻ với anh một người không có bố, mang tiếng. Cô vẫn ở nuôi mình, nuôi đứa con trai đó. Cũng mấy hôm đó, khoảng 27 là toàn đầy nằm với đứa con đó. Con với chồng trước đó, chứ không phải là chồng em. Kể cả cái lúc mà đang có chồng, cô đang có chồng thì cô vẫn yêu em, vẫn quan hệ bình thường như thế. Nhưng mà cô vẫn không bao giờ sinh với em, cô vẫn nói thẳng cái tính quan điểm của em là rõ ràng. Bây giờ tôi nghĩ thế này, anh đã có quyết định của mình là dù sao cũng không bỏ. Anh có muốn dứt với cô kia bây giờ không? Tuy nhiên em nếu dứt thì vẫn được thôi. Đấy, em mới được, nhưng mà em là cũng thương cô đó, nghĩ là cũng thương. Đó. Đúng rồi, mình hoàn toàn 3 rất năm bên nhau mà. Thương. Anh thương vợ anh hơn hay thương cô ấy hơn? Hay bằng nhau? Nhưng là nếu anh nói thế thì đương nhiên phải thương vợ em hơn. Đúng rồi. Thế thì cái giải pháp bây giờ tôi nghĩ là thế này, bây giờ mình tất nhiên là mình không cắt một cái ngay và luôn được, mình cũng sẽ sốc và cô bạn gái của mình đúng sẽ rồi, sốc. Đúng rồi, có thể là như thế. Em muốn là một lời khuyên của các anh. Bây giờ cảm xúc nó cũng đang lấn át thì tôi nghĩ rằng mình sẽ dùng một cái hành vi, những cái hành vi cụ thể nào đó nha. Ví dụ hai người thỏa thuận với nhau, bây giờ gặp nhau ít đi. Đấy là một cách, ít nói chuyện hơn rồi dần dần mọi thứ nó cũng sẽ nguôi ngoai đi một chút. Còn bây giờ lại cứ suốt ngày muốn gặp nhau, hôm nay gặp nhau, mai lại gặp, xong rồi nói chuyện với nhau. Thế thì làm sao mà dứt được ra? Vấn đề là như thế. Rõ ràng mình ít gặp cô kia và mình song song và mình sẽ phải buộc mình vào những cái hành động nào đó về phía gia đình. Anh quan tâm đến con mình nhiều hơn, để ý đến vợ mình nhiều hơn, hỏi han xem cô ấy khó khăn gì. Trong cái việc đó thì em vẫn phải lôi gia đình em là số 1. Không kể bây giờ em nói thẳng với cô vẫn phải chấp nhận, cô vẫn vui vẻ mà. Được rồi, thế thì đấy, cô ấy cũng, anh mặc dù anh thương nhưng mà anh thấy rằng là cô ấy, mình cũng phải thương cô ấy nữa. Anh cho em một cái lời khuyên với cái câu lời nói như nào để... Bây giờ mình gặp cô ấy, mình bảo em là anh gọi điện lên cửa sổ tình yêu và anh cũng đã sẵn sàng. Anh thấy rằng là có lẽ là anh thương em rất nhiều nhưng mà anh cũng không muốn sống ở trong cái hoàn cảnh là bây giờ mình cứ... ở bên một người và mình lại thương yêu một người, mình không phân thân được, mình sẽ bị ảnh hưởng. Và cho dù anh yêu em rất nhiều nhưng mà tình yêu đôi lúc không có nghĩa là chúng ta phải ở bên nhau. Nói đi nói lại thì anh cũng phải quyết định rất là rõ ràng. Nhưng mà theo anh thì nên sớm hoặc dần dần giãn ra hay là... Bây giờ bảo anh cắt ngay anh cũng có cắt được đâu, đúng không? Thế bây giờ mình giãn dần ra nha. Có lẽ là vẫn còn cơ hội, cô ấy cũng sẽ tìm được những cái niềm vui. Mình sẽ giúp cô ấy tìm những cái niềm vui, tìm được những người bạn khác để đồng hành cùng cô ấy. Hoặc là tìm những cái công việc nào đó để cô ấy có thể có thêm về mặt tài chính. Mình, bản thân mình, để mình thực ra phải đỡ khổ, để sống trong một cái hoàn cảnh là lo lắng. Mọi người biết thì nó cũng không được hay ho. Alo, rất là xin lỗi anh vì là thời lượng của chương trình có hạn. Cho nên là chúng tôi cũng muốn dành để tư vấn cho những cái thính giả khác. Và với tư cách là một người dẫn chương trình của Cửa Sổ Tình Yêu và là một người phụ nữ, thì tôi cũng muốn nhắc nhở anh một điều rằng cái hành vi, cái quan hệ như hiện nay của anh là đã vi phạm luật hôn nhân gia đình đấy ạ. Anh có biết không ạ? Anh đang có vợ và anh lại quan hệ ngoài luồng với cả chung sống như vợ chồng với cả một người phụ nữ khác là anh đã vi phạm. Đấy là điều thứ nhất, đúng không ạ? Và là một cái điều để anh có thể dứt khoát và cân nhắc cho cái mối quan hệ của mình, rằng những cái mối quan hệ ngoài luồng thì cũng sẽ không đi tới đâu. Và anh cũng vẫn dứt khoát rằng anh sẽ tiếp tục mối quan hệ hôn nhân với vợ của mình, đúng không ạ? Và từ những cái tư vấn, những cái chia sẻ của chuyên gia, chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ giúp anh có được dứt khoát cho cái quyết định của mình. Vâng ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình nhé. Cảm ơn với chị, anh chị nha. Vâng ạ. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình và cảm ơn chuyên gia Đức Nam đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Hải Phòng. Vâng, xin chào. Tôi Hải Phòng đây ạ. Vâng, xin chào anh. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Vâng, thì tôi ở Hải Phòng thì là tuổi là 68 tuổi. Dạ. Thì bà ấy mất 8 năm nay. Thế này, năm ngoái là tôi, cách đây hơn 1 năm rồi là tôi có đi vào nhà hàng, nhưng mà ý là vội vã quá là không đi bao, thế cho nên tôi mới hỏi là muốn gặp bác sĩ là để tôi hỏi là kiểu có cái nguy cơ nhiễm HIV không. Sau từ 9 tháng đến 1 năm là tôi có đi xét nghiệm 3 lần ở bệnh viện huyện. Và ở bệnh viện huyện thì nói chung là kết quả thì cũng đều âm tính thôi, thế nhưng mà tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có cần xét nghiệm nữa hay không, và có thể là xét nghiệm ở tuyến trên hay không, hay là có cần phòng hay là chống về uống thuốc men gì không, thì tôi muốn hỏi thế để bác sĩ tư vấn giúp cho tôi. Vâng, trong một lần mình lỡ có quan hệ ở bên ngoài
và bây giờ rất là lo lắng đúng không ạ? Dạ, câu hỏi của anh sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn cho anh. Xin mời ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng. Thế là vợ anh mất cũng được 8 năm nhỉ? Vâng. Thế mà 8 năm chỉ có một lần thôi ạ? À, thật thì cũng có mấy lần thôi, nhưng mà riêng cái lần đấy là lại vội quá là không đi báo. Thì ý nói thực là cái việc này nó cương cứng là nó kém, cho nên nó muốn lên một tí là muốn nhanh chứ không đi nó lại xuống. Thật đấy là nói thật thì. Cho nên là không mang bao đúng không? Thế còn những lần khác thì vẫn mang bao. Vâng. Đúng không ạ? Đúng đấy. Cái chuyện đấy thì cũng bình thường thôi mà. Mình có nhu cầu thì mình đi mua. Nhưng mà mua thì phải an toàn, đúng không? Cứ không an toàn một lần là rồi, cứ lo một năm trời nay rồi, gần một năm trời nay rồi, đúng không? Vâng. Thế mới nhờ bác sĩ tư vấn nhắc nhở giúp. Vâng, thế bác sĩ mới có việc làm nhờ. Thế thì anh cũng đã, tức là cái lần quan hệ đấy là 9 tháng rồi. Và trong 9 tháng đấy thì cũng đi xét nghiệm. Đến đây là hơn một năm rồi, nhưng mà trong một năm chẳng hạn thì là tôi cũng đã đi xét nghiệm 3 lần ở bệnh viện huyện. Rồi, và anh nói thẳng rằng là xét nghiệm HIV. Vâng. Vâng, thế và kết quả đều âm tính, đúng không ạ? Vâng, 3 lần rồi. Vâng, thì có lẽ là có thể yên tâm được rồi đấy ạ, là anh không nhiễm, nhá. Thế nhưng là không, và cũng không cần phải đi xét nghiệm lại nữa, được chưa ạ? Vâng, phấn khởi và cũng không cần phải dùng cái thuốc gì để mà điều trị, bởi vì có nhiễm đâu mà phải điều trị nhá. Nhưng mà nhớ cái bài học này là luôn luôn phải an toàn nha. Thế thì chị nó muốn sợ là có thể là nó lại chưa được an tâm lắm. Dạ vâng, thế thì hoàn toàn yên tâm rồi, chúc anh luôn vui và khỏe nhá. Vâng. Dạ, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình ạ, và hy vọng rằng Cửa Sổ Tình Yêu sẽ là người bạn đồng hành với anh trong cuộc sống nhé. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Đồng Nai. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Chào chị. Dạ. Xin được chào anh, câu hỏi của anh là gì ạ? Tôi có một đứa con gái sinh năm 97. Dạ. Mà nó có bạn trai của nó, bạn trai nó tới nhà chơi, nó không chào hỏi gì tôi hết. À thế ạ, nhiều lần bạn trai của con gái đến mà cũng không chào hỏi anh. Dạ đúng rồi. Thường xuyên là như thế. À thế ạ, vâng. Là bố mà bạn trai của con gái đến nhà không chào hỏi, đúng là cũng rất là bực mình đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng. Câu chuyện của anh sẽ được gửi tới anh Đức Nam là chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi. Anh Nam sẽ chia sẻ thêm với anh nhé. Xin mời ạ. Dạ. Vâng, chào anh. Dạ, em chào anh. Vâng, anh ơi thì cho hỏi anh thêm là anh có tất cả được mấy cháu rồi ạ? Dạ, một cô gái luôn. Cái cô bạn trai này, cái cô gái của anh có bạn trai này được bao lâu rồi anh? Dạ, một năm ạ. À, một năm rồi. Và trong vòng một năm này cậu đến thường xuyên không anh? Dạ, tỉnh thoảng. Và thế cái câu chuyện anh ấy không chào là ngay từ khi bắt đầu anh đến anh không chào, hay là gần đây nó mới xảy ra, hay là nó xảy ra khi nào ạ? Gần đây mới xảy ra. Gần đây nó mới xảy ra. Có nghĩ đến một cái nguyên nhân nào đó không? Hoặc là anh đã hỏi cậu ấy xem là vì sao không? Hay là mình kệ, nó không chào mình cũng không chào và kệ cho cái mối quan hệ hai bên nó rất là căng thẳng như thế à? Dạ, cậu không hỏi nữa. Thế điều gì khiến anh không hỏi là xem, à cháu ơi thế tại sao cháu lại không chào chú chào bác nhỉ? Mặc dù là... À, chú cũng chẳng anh có phản đối cái mối quan hệ này của hai bạn nhẹ bạn trẻ không? Có, nhưng mà mình nói thì vợ nói là kệ nó, cho ông nói làm gì. Thế anh có đồng ý cái chuyện mà con anh yêu bạn trai này không? Tức là trước đây ấy, hay anh có đồng ý mối quan hệ này, tại vì các bạn yêu nhau một năm rồi, thì anh nghĩ sao về cái mối quan hệ này? Thì nó tới nhà nó chơi bình thường vậy đó. À, nó chơi bình thường thôi đúng không? Dạ. Thế hai bạn này chính thức yêu nhau không, gọi là người yêu của nhau không, hay là bạn trai này chỉ đến gọi là tán tỉnh con gái anh thôi? Thì nó là người yêu, nó tới rồi nó cũng bận bài rồi rủ đi chơi rồi đó. Thế thì bây giờ có lẽ là anh cũng đã nói chuyện này với vợ anh, mới nói với vợ anh thôi, nhưng mà bây giờ có lẽ là mình cứ hỏi bạn ấy xem là vì sao nhỉ, gặp bạn ấy một cách rất là chân thành, mình cũng không việc gì phải cáu giận cả, tại vì trẻ con mà nhiều lúc trẻ con nó cũng có những cái suy nghĩ riêng của trẻ con. À, nhà không cho hỏi à? Thế nên mình tìm một cơ hội nào đó mình ngồi uống nước với cháu. Cháu đến chơi thì bây giờ mình uống nước với cháu và mình hỏi xem là hoặc là thế này, hay là anh thử chào cháu trước. Cháu đến thì mình chào cháu xem cháu phản ứng thế nào. Biết đâu một cái lời chào của mình nó lại cởi mở được cái mối hiềm khích nào đó giữa hai người. Cái lúc mình cũng có hỏi nó cũng bình thường.
À, cũng bình thường, tức là bạn ấy có chào hỏi lại không ạ? Không. À, thế bây giờ mình sẽ hỏi nó, bữa nay con không đi làm à? Nó trả lời tổng tổng vậy không? Chứ nó không trả lời như thế. À, thế thì có lẽ là nó có những cái hiểu lầm nào đó giữa hai người, hoặc có một cái mâu thuẫn nào đó xảy ra mà có thể là anh cũng chưa nghĩ đến. Thế thì cách duy nhất để giải quyết nó bây giờ là hai người gặp nhau, nói chuyện một cách rất là thẳng thắn với nhau. Anh cũng không phải mình cũng bình thường nhỉ. Lúc nãy đang nói dở là trẻ con mà nhiều lúc cũng có những cái suy nghĩ khác theo kiểu trẻ con. Mình là người lớn thì thôi, mình cứ độ lượng. Mình nói chuyện với cháu là chú cũng rất là ủng hộ cái mối quan hệ của hai đứa thôi, nếu như anh thực sự ủng hộ. Dạ. Và chú cũng muốn là con chú có những người bạn tốt, và chú cũng rất là quý các cháu. Thế bây giờ, nhưng mà chú thấy dạo gần đây là hình như là chú cháu mình hình như có vấn đề gì sao ấy. Chú chào cháu nhưng mà cháu cũng cái việc hai chú cháu mình nói chuyện nó không được vui vẻ. Thì cháu thấy có vấn đề gì hay không? Cũng không hiểu sao vợ anh lại không cho anh nói nhỉ? Chắc hay là anh đã từng nói và hay là dọa nạt cậu ấy hay là nói gì không? Dạ không. À không à, mình cũng vẫn bình thường đúng không? Tại vì vợ là bênh con gái. À bênh là một chuyện, đúng rồi, mình bênh con, nhưng mà bây giờ cái cậu bạn kia thì cũng mình cũng phải hỏi xem là lý do tại sao chứ. Mình đang bênh con tức là mình yêu con của mình, thì mình cũng muốn là làm cho cái mối quan hệ của bạn bè xung quanh con mình nó tốt chứ, đúng không? Mình cũng phải vui vẻ với bạn bè của con thì con là mình vui chứ. Thế mới là bênh con chứ. Thì anh ngày hôm tới đây cậu đến chơi thì anh thử dành thời gian hỏi thăm cậu xem, hay bác cháu chú cháu ngồi uống nước với nhau, hỏi vài câu chuyện về công việc. Hay là trước mắt bây giờ anh gọi hỏi con gái mình trước nhé. Nếu mà mình không có cơ hội được gặp cậu kia thì thôi mình hỏi con gái mình xem là gái là bảo thủ kìa. À cũng bảo thủ như vậy. Bố con cũng đang có vấn đề đúng không? Không giao tiếp, đang hơi có vấn đề một chút là không nói chuyện được với nhau. À thế thì có lẽ là bây giờ thế này, câu chuyện ở đây nó không phải là cậu con trai kia nữa rồi, cậu bạn trai kia nữa rồi. Mà vấn đề ở đây là bố và con gái. Thì cũng giống như cái câu chuyện giữa mình định làm với cậu con trai kìa, bây giờ mình làm với cô con gái của mình đi. Dành thời gian nào đó, dành một cái khoảng thời gian nhất định nào đó, bố con ngồi nói chuyện với nhau, bố kể chuyện của bố. Bố dạo này bố đang tự nhiên bố thấy buồn lắm, bố đang muốn nói chuyện với các con nhưng mà hình như bố đang không nói chuyện được với con. Hình như có vấn đề gì không? Con muốn bố làm gì? Hay là con đã thấy những điều gì mà bố không hài lòng? Mình lắng nghe con trước nha. Bây giờ mà hai bên đều cương lên, hai bên đều mà cho mình đúng thì câu chuyện nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Mình là người lớn thì mình độ lượng, mình nghe xem là con mình nó nghĩ gì, biết đâu mình có điều gì đó mà con mình thấy nó không phù hợp thì sao? Có thể mình không nhận ra đâu. Thế thì dành thời gian nói chuyện với con anh nha, con gái. Thì đấy là câu chuyện là thế này, mỗi người có những cái quan điểm riêng. Thế nên là cái câu chuyện đây không phải là mình tranh ai bảo thủ nhiều hơn ai, mà bây giờ là giải pháp nó là như thế nào. Mình bàn với con là, con ơi thế bây giờ bố con mình không nói chuyện được với nhau thì làm thế nào? Bây giờ con nghĩ là bố phải làm thế nào đấy, mình phải lắng nghe con xem con muốn gì. Mình bây giờ mình cứ nghĩ là mình là bố, mình phải bọn nó phải chào mình, hoặc là mình là bố mình có quyền quyết định, thì cái đấy nó cũng không phù hợp đâu ạ, đúng không? Và mình phải lắng nghe con xem là cái mong muốn của con là gì, cái mong đợi của các bạn ấy là gì. Các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy cũng có những cái suy nghĩ nó khác mình lắm, và mình cũng phải thay đổi để cho nó phù hợp với con trẻ bây giờ anh ạ. Vâng, và tôi cũng hy vọng rằng thông điệp của chuyên gia của chương trình đưa ra với anh đó là chia sẻ này, lắng nghe và thấu hiểu con, thì anh sẽ trở thành người bạn của con đấy ạ. Một lần nữa cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đức Nam ạ. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Lạng Sơn. Vâng, em có câu hỏi cần hỏi về bác sĩ là chuyên gia tư vấn cho em được biết là cái bạn gái sắp sửa đến ngày sinh nhật đấy thì nó không ăn được cơm, ăn cơm cảm thấy chán cơm mà thấy đau bụng thì không biết là có ảnh hưởng tới sau này sinh con không nhỉ? Vâng, bạn hỏi cho bạn gái đúng không ạ? Người yêu của mình đúng không? Vâng ạ. Ôi bạn là một chàng trai rất là tuyệt vời đấy ạ. Tôi nghĩ rằng bạn rất là quan tâm tới bạn gái, rất là yêu thương cô ấy. Quan tâm tới cả những cái ngày khó chịu nhất của phụ nữ là rất là tuyệt vời đấy ạ. Câu hỏi của bạn xin được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn nhé. Thế bạn gái bao nhiêu tuổi em?
32 ạ. 32, chưa kết hôn với ai ấy gì? Vâng. Thế thì như này, bây giờ để mà khẳng định rằng là cứ đến ngày, sắp đến ngày thấy kinh nguyệt thì là chán ăn và đau bụng thì vâng, thì rất là nhiều người phụ nữ, nhiều người con gái và phụ nữ cũng sẽ như vậy nhá. Nhưng mà cái việc mà biểu hiện như vậy nó không đồng nghĩa với cái chuyện là sau này sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện con gái. Bởi vì cái khi mà sắp đến thấy tháng ấy, hành kinh nguyệt ấy, thì cái nội tiết ở trong cơ thể ấy, nó sẽ cao và nó sẽ giữ nước. Nó có một cái tác dụng là nó giữ nước, nó làm cho mệt mỏi, rồi là kể cả cái não nó cũng đờ đẫn, rồi là kể cả cái hormone sinh dục nó cũng có thể làm cho cái dạ con ấy nó tăng cường co bóp đấy, và nó gây nên cái sự đau bụng. Cái đau bụng đấy thì nó có thể là sinh lý bình thường, nhưng nó cũng có thể là bất thường, và nếu nó là bất thường thì nó mới ảnh hưởng đến cái chuyện sinh con sau này em nhá. Vì vậy là bây giờ nói rằng là chị nói rằng nó có ảnh hưởng đến sau này không thì chị không nói được, mà phải đi khám. Tuy nhiên chỉ có thể đưa cho em thông tin là đa phần các con gái và phụ nữ ấy, kể cả phụ nữ mà có chồng rồi đấy ạ, đến ngày kinh nguyệt đều thấy có hiện tượng là mệt mỏi, chán ăn và đau bụng nhá. Ừ, thế còn nếu mà lo cho tương lai hạnh phúc của mình sau này ấy, thì không biết các em đã định cái ngày mà đến với nhau chưa, hay là kết hôn chưa, có kế hoạch chưa? Chưa. Bây giờ mới quen nhau thôi thì em hỏi cho bạn xem là cần phải làm như thế nào để mới biết được. Thế thì bây giờ nói bạn là nếu mà đau bụng thế thì uống thuốc giảm đau đi nhá, xem nó có đỡ không, rồi là chịu khó ăn vào, hay là yếu quá, những người yếu là những cái mệt mỏi trong những ngày sắp có kinh ấy thì nó càng mệt mỏi hơn ấy. Những cái người khỏe thì là tăng cường sức khỏe của mình lên, nếu đau bụng quá thì uống thuốc giảm đau đi. Thế còn nếu mà lo lắng quá thì đi khám xem là uống thuốc giảm đau mà nó vẫn không đỡ đau thì đi khám xem là có vấn đề gì về vấn đề phụ nữ không nhá. Nhưng mà tại vì em lo là có ảnh hưởng đến cái chuyện sức khỏe sinh sản sau này không thì phải đi khám thì mới kết luận được nha. Vâng, các em cảm ơn chị, cảm ơn chương trình. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình nhé. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ.